mọi người. Cái điện thoại đây có ai chỉnh không mà sao nó tới thui, ai bật vào Bluetooth tại? Xe like lên đi mọi người ơi. Rồi xe like nha, mạng ổn định không em cắt bơm nha mọi người. À để đi. Bệnh không anh ơi? Trời ơi nó ngứa con mắt. Xe này, xe này. Dương Quỳnh Như điện không cho máy đúng không? Lội gặp con không? Lội gặp con em á, xong chị cho đi đâu luôn mà đẹp không? Tụi tao qua đi làm đẹp tới 10 giờ nữa đi luôn á. Đẹp không mày? Hả? Trời ơi, cắt xong cái đầu tóc nó mát mẻ má ơi luôn. Rồi xe này nha. Em qua xui quá xui nên là em cắt tóc em xả xui là ừ 8 rưỡi người ta ăn uống ngon đây xong 8 rưỡi tao hứng người ta đi hết chứ chứ đâu có định đi. Rồi cả nhà nhé, xe like nha mọi người. Bây giờ em cắt bơm, hôm nay bơm nhiều lắm, bây giờ sáng nay em lai bơm đi mấy chị rồi à, đầu rồi chiều nay xế nay hả lai à đúng không mày, xế nay hả lai hàng à, hàng gì ta, hàng gì à, hàng bé mới ờ nói liệu anh đi chặn với chị đâu, anh có phải chặn trắng với chị đâu rồi cài thôi cài á xùm cài luôn mà dục nó hết trơn xe ra mọi người nha, cài cài là mấy đôi không chị, đôi gì trong phòng tao một đống nhau mày đem nó vô phòng cắt cho anh thằng mà lấy chị luôn trong cái bịch chị móc này cho tủ gương nó nhiều bằng đô thì đặt chị đặt một đống Shopee đấy. Rồi xe like nha mọi người, bây giờ em bắt đầu cắt bơm nha. Ok chị Moon em, dạ đợi em chút chị Thái Lùng nha, đợi em xíu. Mấy chị chia sẻ like và đông đông đi cắt tóc mấy rồi, trời ơi thoải mái, thoải mái cái cuộc tình này trời ơi. Ừ, bé Oanh nó gọi gặp con. Em cắt được cái đầu tóc em, trời ơi, mừng kinh khủng luôn ấy bà. Giống như là, ủa cái này bị gì vậy? Cái bà chị đây là bị đi không được hả? Rồi xe like nha mọi người, cắt bơm ha. Sáng em like bơm đi rồi khoảng like xong cái này like thứ hai thì em sẽ like cho mấy chị hàng gì ta, like cho mấy chị hàng bé nha. Có thể ngày mai hoặc là ngày mốt hay ngày đó là giày sẽ về nha mọi người. Nói chung bữa nay mạng nó hơi bị không ổn định à, cả nhà mình thông cảm là mình chia sẻ like cho em nha. Vô chia sẻ like cho em nha mọi người. Rồi xả tặng cho cả nhà mình cái áo đây 5.000. Đầu like thằng theo nha. Đẹp lắm luôn á. Ôi trắng theo 5.000 giùm em. Hàng bơm do đi không được mấy chị ơi, chứ phải người ta bơm do hàng đây là người ta không nhận đi Phú Quốc Kiên Giang á. Rồi mã len khoác cho bé nè. Con đây tầm khoảng chừng ok ấy thì cần tầm khoảng chừng 35 kg, đẹp cho cả nhà, xả tặng cho mấy chị 35.000 luôn. Mua hàng kèm số thì chỉ cho mẹ em và phải chia sẻ nhé. Rồi 35.000 cho em lấy chút mẹ mã khoác 35 trắng 5.000 Trần Thị Diệu Hiền lên số thật chị chưa chia sẻ hả, chia sẻ đi Hiền ơi. Rồi một con áo cho nam xả tặng cho cả nhà mình 35.000 luôn, con nó cũng 35 kg luôn, đẹp lắm luôn. Ai lấy chút len cam, thiệt sự là len này không có bán á mấy chị. À hồi già rồi còn. Ok chờ Hiền Duy Hiền lên số thoại địa chỉ đi em. Lên giùm chị số thoại địa chỉ đi. Rồi mã đây chị nào lấy chút em xin điện thoại đưa lên nó mở cam mọi người. Ok em. Trang Thị Diệu Hiền à, lên số thoại địa chỉ. Lên số điện thoại địa chỉ đi mấy chị ơi. Rồi tiếp tục nè. Trời ơi đẹp. Xả tặng mấy chị con đi 25.000 nha. 25.000
25.000, 25 30 kg chốt thì em lên rêu. Bây giờ còn khoác lên cam lên rêu. Đây là xả đầu lai, một lát lên xả một bao bơm to có tóc luôn. Xả hết cho mấy chị luôn. Lỡ bơm là xả luôn. Em ngày qua bị bơm hai mấy 30 triệu tiền hàng. Mệt. Mệt. Ủa sao em không thấy comment mấy bà tương tác giùm em đi. Rồi tiếp tục nè. Lên rêu cho Jin nè. Rồi đây mọi người ơi, một con đầm này phi bi, ôi trời ơi nó đẹp, ở sau là nhúng nha. Xả tặng như cả nhà mình 9.000 luôn. Chốt thì em đầm nhúng, cái đầm này xả tặng như chị luôn. Chưa em ơi, đồ bộ chắc còn sau á, xe bắt đầu ngày mai, ngày mốt người ta mới cho đi. Mai mốt người ta mới cho đi. Rồi cái đầm đây Babydoll nè cả nhà. Chị em nào mặc, hốt ngay và liền, Babydoll giùm em. Cái đây mặc ngủ, mặc bầu, nói chung là mặc cái gì cũng thoải mái luôn á. Đầm nhúng cho Nguyễn Thị Mỹ Nữ nè. Nguyễn Thị Mỹ Nữ cho em xin một lượt chia sẻ chị. Không hiện chia sẻ để em không chốt đâu nha. Nguyễn Thị Mỹ Nữ lên một lượt chia sẻ giùm em. Đầm don em xả 9.000. Em không có cho chọn màu. Em có một ri nè mấy chị, nhiều màu lắm. Em có một ri nhiều màu lắm. Nguyễn Thị Mỹ Nữ lên số rồi địa chỉ nha chị. Nó có đủ màu em xả 9.000. Tương tác lên giùm em mọi người ơi. Em không thấy comment luôn á mấy chị. Đây nè, xả đầu lai mà sao không có thấy comment nữa mấy gái. Đầm đây xả tặng mấy chị 9.000 nha. Mặc ngủ mặc cái gì cũng mát nó lụa. Phi size giùm em ha. 25.000 chút chị Phạm Loan. Cái rêu á. Cái rêu em chốt rồi. Rêu chốt rồi. Lên xếp rồi địa chỉ giùm em mấy chị ơi. Ok gái, chia sẻ rồi nè. Đôn hai cái cho Xăm Huỳnh nè. Hai cái là hai màu nha. Xăm Huỳnh chia sẻ chưa. Này cả nhà ơi, cái đo em xả tặng đầu là có 9.000 thôi, nó có được mấy cái với đó em xả 2, 4, còn 5, 6 cái. Hai cái hai màu đi em, một đỏ một xanh. Hai cái là hai màu. Rồi ai lấy chút em mã đo 9.000 nha. Mấy chị đang xem like mình chấm bài lên giùm em có một hồi. Xem không thấy comment luôn. Chấm lên giùm em cái coi, yêu thương mấy bà ơi. Sao kỳ vậy bay. Không thấy comment là sao ta. Rồi bà nào lấy chút giùm em coi được không, sao không thấy comment ta. Xả cái đầm để 9.000 đồng chốt đuôi cá cho mẹ. Bạn nào lấy đuôi cá chốt đuôi cá. Rồi áo lụa để xả tặng với chị hai cái đi 10.000. Rồi áo chất lụa nha, chị nào đã mua rồi mặc bác. Chị Thái Lùng chưa cho coi cái quần á. Nè mấy bà, đẹp lắm luôn. Hai cái đây 10.000, ai lấy chốt em mã 10.000, đôn hai cái An Thúy. Đuôi cá chị Thái Lùng. Hai cái 10.000. Mấy bà ơi mình tương tác giùm em với mọi người. Đôn cho Hồng Hậu. Xe like chấm bài giùm em với mọi người. Ôi chết rồi, view nó tụt mà nó lại không có comment rồi. Rồi nhanh tay chút đi. Phun trắng lụa hai cái 10.000 cho Củ Muội nè. Đôn 9.000 màu xanh cho Thanh Mai. Rồi xe like chấm bài giùm em với 19.000 chút giùm em mã trắng. Tụt view kinh khủng luôn đó là thấy không. Không hiểu nó bị gì luôn. Rồi áo đi xả tặng với bà 5.000. Xả bơm ha. Ôi 5.000 đồng con xám nha. Ai chắc đuổi thôi bà. 5.000 đồng chốt xám. Trắng 19 với Trần Thị Diệu Hiền. Cửa Mùi ơi lên số hòa địa chỉ chị. Tiếp tục cuộc bơm. Ôi bơm lên. Lên không có bán đó mà bơm là cái này thấy không. Rồi lên không có bán mà bơm là mấy bà. Chết người chứ. Xám cho Nguyễn Hồng Sim. Lên số thời địa chỉ hết giùm em đi trời ơi. Lên số thời địa chỉ hết giùm em. Bự dữ. Rồi xả tặng cho cả nhà mình lên bơm. Trời con lên đúng xuất sắc luôn. Hổng em bán 39.000. Rồi 25.000 chú giùm em ạ. Xanh lá. Đẹp lắm. Cả nhà ơi mình đang xem like mình chấm bài lên giùm em với mấy bà ơi. Không thấy comment luôn á trời. Bây giờ cả nhà mình đang xem like thấy em bấm chữ thấy giùm em hết đi mọi người. Bấm giùm em chữ thấy giùm em. Rồi 25.000 nha, chốt em lên xanh. Lên xanh cho Tuyên Trâm. Bỏ hai cái lên thôi. Trời ơi, nó đẹp. 25.000 chốt em lên cam. Cái này là xả bơm nha mấy chớ ơi, chứ không có giá này đâu. 25.000 chốt lên cam. À thế em anh chưa thấy hết cho mấy bạn. 25.000 lên xanh, 25.000 lên cam. Xanh lá hết rồi chị. Rồi cái đây chốt giùm em ạ. Mã 1 nha, 25.000 luôn. Xả bơm mấy chị nha. Bơm nha, 25.000 luôn chốt mã 1. Con này cũng đẹp hết trơn hết trời. Thật sự là hàng đây này không có bán luôn. Mấy chị bán 39.000 còn giá nè. Mà vậy thôi chứ chết rồi. Không có hàng để mà bán luôn hết trời. Rồi
Đẹp chưa má ơi? Coi đúng đẹp luôn đó bà ơi. Rồi bà nào lấy giúp em con hoạt hình nha, xã tặng 25 luôn. Quá đẹp. Hoạt hình 25. Hoạt hình 25 cho tụi em nha. Xanh lá hết rồi, bạn chạm giữ mấy bà. Rồi bộ bé xã cho mấy bà 19 ngàn. 19 ngàn 15 tí nha. Bộ đồ hợp má 29. 19 ngàn 15 tí là chút mẹ mã bé. Không hiểu sao luôn á bé anh. Hoạt hình cho Trần Thị Diệu Hiền này. Không phải quỷ gì luôn á mấy bà. Để giờ em khóc em vô lại cho em nói thiệt luôn á. Rồi 19 ngàn chốt dùm em này. 15 kg bé cho Nguyễn Dung. 19 ngàn 15 kg bé trắng. Trời ơi nó đẹp. Rồi 25 ngàn chốt em lên vàng. Tương tác với mấy chị. Không có comment nữa mấy chị ơi. Quá thiệt luôn á mấy con đây thiệt sự trời. Ai lấy chút em bé trắng, Trần Châu chút bé trắng đi em. À bé trắng tinh trần. Rồi chút em vàng. Vàng chị Trần thì Diệu Hiền. 19 là gì chỗ ấy, tinh trần rồi bé trắng hết không. Rồi còn lên lên cam. Rồi con lên bé nè mấy chị. Khoát nha. Khoát xả 25 nè. 15kg chút khoát vàng. Bé trắng hết nha. 15kg khoát vàng đây của ai trời. Hồng là gì đây. Của ai mà toàn là đen đẹp không à. Rồi 15-17kg chút lên hồng à, vàng hay gì đó hết rồi còn khoác vàng thao trên thôi. Rồi lên hồng rồi nè. Khoác vàng cho Su Su. Bé trắng hết luôn nè. Còn bé hồng. Ờ mấy bà ơi. Ờ bị đá hả. Rồi 15kg nha chút em mã số 1. Lên vàng hết. Bé trắng hết. 15kg chút mã 1. À, lên bé hồng cho Trần Châu. Rồi cái đây nha 25 ngàn luôn. 15-17kg chút nên nhanh tay. Mã đây là mã trái tim. Mã 1 thu trăm. Rồi cái đây chút em lên cam. Lên cam cho bé trai 25kg giúp em ha. 25kg 25 ngàn luôn chút lên cam. Các bạn chút em. Giờ còn lên cam. Cái này mã 1 đúng không. Lên cam trái tim. Trái tim như Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Rồi cái đây chú giùm em mã tua rua nha. Cái đây cũng bé 20-25kg nha. Dễ thương. Tua rua. Trần Tiên hả. Trần Tiên nó cho mua lại chưa. Gọi gì gọi nước không được. Gọi gì mà gọi nước. Gọi nước không được. Lên hồng chốt chưa. Đúng rồi bé hồng cho em rồi. Lên cam chị Thuy Hoa Trân. Thuy Hoa Trân nhận hàng trên co phiếu lên ra gì nè. Chị Thằng Khờ ơi, hàng Bình Dương đi hơi chậm, chị thông cảm. Thuy Hoa Trần ơi, chỗ em là đi gì phong tỏa không giao được đó em ơi. Sao giờ giao được chưa? Giờ giao được chưa em? Lên cao chị Thu Thuy Nguyên. Rồi cái này chốt tua rua giùm em. Giờ giao được chưa chứ có giao được hàng đâu. Nay là cái gì vậy? Rồi cái này chốt nu nè. Nu đi 15-17kg giùm em nha. Ai lấy nu chút nu. Đi rồi từ từ tới chị. Dịch đi mà đi thì nó lâu lắm chị ơi. Nhất là Bình Dương rất là khó vô luôn á chị. Không có dễ vô Bình Dương đâu. Tôi đua cho chị Võ Đông Hân. Võ Đông Hân bên mình em. Rồi chuẩn bị xả tiếp bao rổ bơm nữa. Rồi còn ở kia nữa kìa. Có rổ đâu không không anh còn cắt đi. Cắt bơm đi anh ơi. Rồi đem báo giao nha. Rồi một con khoát giùm em bà ơi. 35kg vừa luôn á. Xả cho mấy chị 25 ngàn luôn đi chốt khoát giùm em. Khoát nha. Tiếp tục bơm nhiều lắm mấy chị. Biết anh nó đang cắt kìa. Em hại não luôn á. Mũ á em bỏ sen sen vô đây đi. Chị xả 5 ngàn cho người ta mua luôn. Chán lắm mấy chị. Rồi xả cho mấy chị con đây nha. 9 ngàn đồng. Một cái đầm bi. Mặc em bao mát em xả bơm à, khoát hồng cho Trần Châu. 9 ngàn đồng nha. Chốt giùm em nhanh tay đi. Rồi. Trời ơi, 9 ngàn đồng chút em đầm xuông luôn. 9 ngàn đầm xuông. Đây là xả bơm nè mọi người ơi. Sáng nay là xả bơm á. Đầm 9 ngàn cho củ muội nè. Còn đầm xuông nha. Rồi, con đây xả 5 ngàn con áo cọc đen. Ai lấy chút em áo cọc đen 5 ngàn. 5 ngàn đồng cọc đen giùm em. Chán lắm, xả bơm cho hết đi. 5 ngàn cọc đen.
Rồi ai lái chút em xả con đây cho mấy chị 9.000 đồng áo ren đen chất lụa nha. Mặc xinh lắm, 9.000 đồng ren đen chất lụa. Cọc đen cho Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Mấy chị em mình chia sẻ like lên giùm em với mọi người nha. À, phát bàn hết rồi. Bây giờ còn con đầm suông nha mọi người. Sao nóng thiếu ai? 19.000 lại quay cái quạt đây, bật cái quạt đây chút cái bé. Lên hồng hết rồi. Đen 9.000 cho củ muội nè. Em mấy bà ơi 19.000 đồng. Từ từ nha. 19.000 đồng 13 kg, 14 kg chốt sọc giùm em. Quay qua chị nhé. 13-14 kg chốt sọc giùm em. Ai lấy sọc chốt sọc. Mấy bà nó đang cắt thêm mấy cục bơm nữa, bơm nhiều lắm. Ủa chị Huỳnh Ngọc Phúc không? À quên, đồ nam. Sử đồ nam cho chị đi. Cọc đen chốt ai chưa? Rồi mã này xả cho mấy chị mình một con áo lông cho bé mới để dành nha. 19.000 đồng, rồi nó bao sang bao đẹp 15 kg là chốt lông. Cọc cho chị Hằng Trần 19.000 đồng chốt lông hồng, lên đồ nam luôn ha mấy chị. Về đồ nam được hai đợt nữa, đợt này với đợt nữa là coi như kết thúc nha. Đợt sau là về áo nữa, áo đẹp lắm, áo nam mấy chị biết là chất đẹp. Rồi 19.000 giùm em. 19.000 nha, cái bộ đây chị nào lấy chốt giùm em. 19.000 12 kg chốt giùm em xanh lá, lông hồng cho su su. 19.000 12 kg chốt xanh lá giùm em. Rồi con lấy chốt giùm em vàng xả tặng nè. 19.000 luôn áo thái nha. Thu Nguyễn không nghe 80, lấy nick Nguyễn Nguyễn gọi hoài không phải. 5.000 đen hết rồi. Bộ 19 chị My Trần lên số thời địa chỉ giùm em. Và 19.000 chốt giùm em vàng. Em ơi đưa đồ nam đi em ơi. Vàng gì 9.000 đâu chị, 19.000 chứ. Đâu có 9.000 chỗ con áo thái ăn xịn mát thôi chị. Rồi 19.000 đâu chị, con có chắc của nó. Xả luôn hàng Quảng Châu. 19.000 chúc em mã xa. Ánh Nguyệt nè. Vàng 19 Nguyễn Hồng Sim lên số thời địa chỉ giùm em. Giờ lên bộ nam nha mấy bà ơi. My Trần lên em cái địa chỉ. Áo đây xả cho mấy chị 9.000 chúc ba lỗ trắng. Áo này mặc mát kinh khủng luôn mấy bà. Sáng cho Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Vàng hết rồi nha. Vàng hết rồi. Rồi 9.000 đồng nha. Con này mặc mát lắm luôn á. Chốt nha ba lỗ trắng. Bộ nam này nha mấy bà. Cái đây có máy size rồi. Xanh đen có máy size. Nó về được có mấy ít à. Em đóng sỉ nữa rồi. Còn đây tầm khoảng 50-60 gì đó. Nó có máy size. Em cắt cho hết đi. Rồi. Bộ nam giùm em kèm số ký nè. 45.000 mấy chị ơi. Bộ nam mà có 45.000. Mấy chị thét nghĩ ô nó đẹp kinh khủng luôn á. Bộ nam xanh đen kèm số ký giùm em. Bữa nay về được mấy màu em? Ba màu hả? Xanh đen. Nam xanh đen kèm số ký nha mọi người. Quần là nó có khóa kéo giùm cho em nha. À nhà em không có 80 kg nha chị ơi. Nam xanh đen nè. Mình kèm cái số ký từng màu đi mấy chị. Chứ mấy đứa nhỏ nó bỏ lộn sai mất công. Nam xanh đen kèm số ký 45.000 ha. Chị nào mà mua hàng thể thao nam chắc bên nhà em rồi là biết bao chất luôn. Kèm số ký nha. 45.000 nam xanh đen kèm số ký nha. Nam xanh đen kèm số ký. Nhanh tay chốt em qua mẫu nha mọi người. Mạng nó chậm lắm. Ba lỗ 9.000 vỏ đông hơn. Mạng nó chậm ghê luôn á mày. Không hiểu là nó bị cái gì mà nó chậm lắm. Bộ nam kèm số ký chị ơi. Bộ nam kèm số ký nha. Nam xanh đen chị Thuy Hồ 65 kg nè. À, nam giả chua chị, bữa giờ hè nó kẹt ghê luôn á. À, bộ nam cho chị 50 kg nè, Nguyễn Hồng Si nè. Nam 65 kg Nguyễn Khải nè. Nam xanh đen 57 kg Jimmy Lê nè. Em ơi coi còn không nè. Ít lắm, không có nhiều. 45.000. Rất là ít luôn á. À, để về em alo nha chị. Để chiều nay với lại mai thôi, cái trong tuần đây có nói về kịp không. Nam xanh đen nè cho chị bỏ đông hơn nè. Bị đá ra hả? Mấy chị ơi bị đá ra mấy chị chịu khó vô lại giùm em xíu nha. Mấy chị chịu khó vô lại giùm em xíu. Còn không em? Rồi nam còn mấy chị nha. 45.000 nam xanh đen. Bà nào lấy chốt bị đá ra hết rồi. Nó bị đá ra vô bởi vì nó cứ bị gì hoài cả nhà. Lai nó không có được gì luôn á. Ok chị xì dầu 10 bộ ha. Để về em để cho. Rồi nam xanh đen giùm em. Nam xanh đen giùm em 45.000. Vải mát cực kỳ. Về đợt cuối rồi có 62 kg. Rồi cứ nam xanh đen mình kèm số ký nha. Là có đơn nha mấy chị.
À, Dũng Dương là bị cái gì đây ta? Không nghe máy, chị ở đợt đây phải nghe máy giùm em nha. Cho số thật khác đi chị. Dũng Dương đang số 8 tí. Rồi nói chung đợt đây giờ có 3 màu à. Không có màu trắng rồi em. Nay nhìn chị Tiên mới cắt tóc, mới làm đẹp. Tối qua hai chị em đi tới 10 giờ mấy như vậy. Rồi nam đi ăn kèm xúc ký. Tối qua hai chị em đi tới 10 giờ mấy, 10 rưỡi. Nam đen giùm em. Đẹp hết cả nhà. Rồi nam xanh đen kèm số ký, nam đen một lát mình sẽ like lại tiếp cái đây. Chị nào vào sau mình chưa mua được thì mình mua ha. Rồi nam đen giùm em ạ. 45.000 nam đen kèm với lại cái số ký vô ha. Nam kèm màu vô chị ơi. Nam xanh đen về được có 3 màu không? 75 tới chị. Chị Giang lên nãy giờ comment không có. Không có số ký mà mua chốt chị ơi. Đâu biết con hay chồng thì nhiêu ký mà chốt. Rồi nam xám giùm em. Cứ 45.000 bộ cả nhà mình, cả nhà mình kèm cái số ký vô giùm cho em nha. 45.000 kèm số ký vô. Nhớ giùm em là quần đát có túi nha. Nam đen 70kg cho Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Diêm Bi Lê có đọc tên là có em ơi. Nam xanh đen 66kg cho Giang Lê. Nam kèm số ký nha. Xám 60kg chị Thuy Hồ. Nam 60kg kèm màu vô chị Bạch Dương ơi. Kèm màu vô. Có màu màu xám nhé. Rồi màu đen. Xám đen với lại xanh đen mấy bà ơi. Có cái vải của nó. Rồi em qua mẫu nha. Em không like mẫu đây nữa nha mọi người. Em không like nữa nha. Nam đen 70kg chị Nguyễn Thị Nữ có chưa? Ba bộ nam Dũng Dương 68kg là ba màu ok. 80kg không vừa. Bạch Dương lấy màu gì? Bạch Dương lấy màu gì? Hồi nãy chị đã có một màu rồi. Chị đã thêm hai màu nữa là ba. Rồi tương tác với dùm em. 45.000 57-60kg cho Hải Yến nè. Màu xám nha chị Bạch Dương lấy màu xám. Nam đen 60kg chị My Trần. Xám 60kg cho Vũ Ngọc Thu. Rồi nam đen nè 61kg tỷ tỷ 45.000. 3 bộ 3 màu 58kg xì dầu. Xì dầu lấy bộ chút nè. Xám có xí trên lồn em. Sáng có sai gì? Sáng có lời với hay không biết lời đâu Dung ơi. Rồi ai lấy nam kèm màu mới chị có chất vải. Chồng em mặc đồ đây không? Rồi tiếp. Giờ lên hàng bom tiếp cho mọi người. Rồi tóc. Nghĩ sao mà mua gì mà có mấy cái tóc mà bom vậy nè. Phạm Loan ơi. Phạm Loan nam sáng là 54kg. Có hai điều luôn. Nhà em không bán đồ bầu. Tương tác lên. Hay ít cho Nguyễn Dung. Có hai ít rồi nha. Nguyễn Dung lấy màu gì vậy? Xám. Nguyễn Dung lấy màu gì? Xám với xanh đen 65kg cho chị Vivina. Ok chị nam xám Phạm Loan rồi. Chị My Nguyên nè, nam đen 65kg. Ngày hôm qua có bài gì bà cọc chưa em? Bài gì bà cọc 100.000 chưa? Rồi tóc mấy chị Phạm Loan lấy số hồi địa chỉ. Tóc bán rẻ gì mà cũng bơm. Nguyễn Dung lấy xám, Phạm Loan lấy số thật chị. Bạch Dương nam đen 60kg có chưa? Rồi nhanh đi chứ hết rồi mọi người ơi. Bây giờ còn rồi dồn qua bên đi mấy chị. Mấy chị ơi bây giờ ai mà lấy cái lát em lên lại xong nha. Chứ bây giờ hết là không còn nhiều đâu. Chị ơi chị cứ chốt đúng số ký nha. Đúng số ký là mình em bỏ. 52kg có chị. Rồi tương tác giùm em. Xong chưa? Chị ơi, nãy giờ không thấy comment nha chị. Ngủ cốc lên bay em không thấy comment chị ơi. Nó bị ẩn nhiều lắm. Nè, tất rồi mấy chị. 5 đôi có 45.000. Mà bơm, đúng đẹp luôn á, tất nữ rồi mấy bạn. Nói chung tất nữ đó em có rất là nhiều màu. Mà hàng là hàng xịn giùm em, mấy chị coi giùm em nhé. Ở ngoài bán á, nó bị đá văng hả mấy bạn. Ở ngoài bán thì nó tầm khoảng chừng chị My Nguyễn Nam Sát nha. Huỳnh Thị Thúy Vân cho em xem bộ thứ ba đợi chút em ơi. Sáng 65kg dùng đơn là chị My Nguyên. Đâu em hai My Nguyên một bên trang bay một bên trang Facebook. Hai số nha. Hai số. Hai My Nguyên hai số. My Nguyên đây là số. My Nguyên coi bên trang chính của em lên số thoại đi chị gái yêu.
Cho xin rượu nam đợi xíu em lên lại nha. Bây giờ tất là cả nhà. Bây giờ tất sẽ là tất lớn mấy chị nha. Em xả tặng cho cả nhà mình 5 đôi 40 ngàn hết luôn. Là lỗ luôn, không lời 1 ngàn bạc nào. Em bị bơm á. Em bị bơm đâu tầm khoảng chừng mấy trăm đôi mới là. Rồi, đủ hình đủ màu hết, cứ 5 đôi 40 ngàn. Không đẹp em không ăn tiền, em xả bơm như mọi người. Ai đó giúp em combo tất 5 đôi 40. Rồi tiếp. Ok chị My Nguyên lên địa chỉ giùm em luôn. Chán dữ lắm rồi. Ok tỷ tỷ nè. Rồi đây mọi người, ai lấy chút em mà cái quần đây nha, quần ngố size S coi nè. Em xả 9.000 đồng, chị nào lấy chút em ngố S. 9.000 đồng chút ngố S giùm em. 5 đôi cho thao trinh. Chuẩn bị hàng nó về em xả 5.000 cho mấy chị, xả không lông. 5 đôi cho chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ, em lấy tóc bơm hẹn qua ra chia đi em. Chia hết đi. Rồi áo bi nè mấy bà ơi, ai lấy chút em mã cặp nha, xả 5.000. Ngố S cho mình thì thấy không? Cố gắng xả bơm cho hết mấy chị, nhiều quá em hại não quá. Rồi tiếp tục nè. À, hình như quét cho mình còn á, cho chị Thuy hô. Em cứ bỏ quét vô đôi chị Oanh thì bỏ vô chung chút cho chị Oanh ra. Rồi một cái đầm nè. Hàng này là thiết kế Quảng Châu, fix size dùm em luôn chị thôi. Rồi bà nào lái chút dùm em. Đầm nha, xả 19 ngàn, có khóa kéo là lái chút đầm hoa 19 ngàn, khóa kéo chút đầm hoa dùm em. Chắc bài mình tương tác lên dùm em nha. Rồi cái quần đen mà bơm nè, ở sau nó có lưng thun luôn mấy gái. Đúng đẹp luôn, hai nút mà có lưng thun nữa chứ. Nè mấy gái coi dùm em. Trời ơi, cái quần là 55, 57 tí vừa nha. Em xả cho cả nhà mình 19 ngàn chút quần đen. Nam ba tất nổi cho Nguyễn Hồng Sim. Làm hoa cho My Trần, My Trần hãy lên địa chỉ cho em. Rồi 19 ngàn, chị nào lấy chút em áo đát, áo thái nha, đát trắng 19 ngàn đồng nha, chút đát trắng dùm em. À, Phạm Loan thấy địa chỉ nè. À, quần đen chút với chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ nè. Mã 5 ngàn che vi phạm. Lên số địa chỉ dùm em hết cho mọi người. Rồi đe lái chút dùm em nha. 19 ngàn đồng. Con áo đó chất mãi, nó mặc hoài luôn á. Trắng 19 của Trần Thị Diệu Hiền này. Rồi ai lái chút em 19 ngàn sọc đỏ nè. Mấy chị ơi, nói nè, vì lý do là mạng á, Facebook của này nó xa quá, em không thấy comment, có nhiều người đã bị ẩn, mấy chị thông cảm nha, không có thấy được mấy chị ơi. Áo thái chốt hẹn cho anh em số hồi địa chỉ nha. Rồi một con chân váy coi giãn, con đang xả cho mấy chị 9 ngàn, con đây chắc tầm 58 ký vừa cho nó coi giãn đó cả nhà. Nè nút nè, xả 9 ngàn, ai đó chúc em mã CV nha. Quần đen hết rồi chị. Ok chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ nè, sọc đỏ chị Bạch Dương. Ai muốn chung đơn nha thì lúc em gọi điện gặp chị đằng trước thì chị đó sẽ nói với em nha. Chứ còn không nói là coi như qua luật nha cả nhà, cái đó nhắc nhẹ. Cho nên mấy chị cứ người này đặt trước không nói, không nói nó qua luật, không thể nào mà lấy đơn đi được. Tại vì gọi chung đơn xong quay một cái đóng cái nhân viên nó đi à mấy chị ơi. Rồi thái đen này xả cho mấy chị 5 ngàn đi. Ai đấy chúc em thái đen. Thái đen 5 ngàn. Rồi một con đổ vàng. Cái con này chất lụa Latin xả 19 ngàn ha. Ai đấy chúc em mã đổ vàng. Ừ bấm cho nó văng, bấm cho nó văng thôi. Chán ha. Thái đen cho Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Rồi con caro đi chất đuổi giùm em xả 9 ngàn đồng thôi. Ai đấy chúc em mã caro. Caro 9 ngàn. Ê con lông với còn không? 15 ký mấy bà ơi. Ai đấy chúc lông. Thái đen chúc rồi em. Con lông nè mấy bà. 15 ký. Đóng cửa luôn rồi đi bé ồn quá. Caro chị cũ muội. 15 ký giùm em nha, 19 ngàn chút lông. Đổ vàng trên nở hồng nè, lên số phần chỉ giùm em. Ok chị kia đi phạm, có rồi. Xả bơm mấy chị tranh thủ mua rẻ rẻ, mình mua mình mặc. Rồi, 9 ngàn đồng chút giùm em mã dài tay. Mã dài tay giùm em 9 ngàn. Hẹn qua mới đầu tháng bị bơm hai mấy triệu tiền hàng, ối mửa luôn. Lông mấy chị đỏ hồng. Đỏ hồng lên số phần chỉ cho em. Rồi cái đây chúc em mặc được sáng hòa địa chỉ đó chị. Cái nam nữ mặc được 19 ngàn nha. 19 ngàn đồng chúc em mặc thái đen 19 ngàn. Ai? Trắng nam gì hoài bà. Rồi ai lấy chúc em con trắng trơn xả 5 ngàn. Đỏ hồng lên địa chỉ giùm em. Lông bé chúc ai chưa? Rồi trắng lấy xả 5 ngàn, chị nào chia sẻ chút trắng 5 ngàn giùm em. Mua cáo trắng 5 ngàn mà cũng bơm chi.
Rồi cái bộ lụa phi đi 19.000, ngày qua dành nhau má nội đó ra luôn, 60kg cũng vừa, 65kg cũng vừa luôn nè. Rồi 19.000 chúc em lụa hồng. Cho địa chỉ rõ ràng luôn chị. Trắng 5.000 chị cũ muộn. Rồng con đầm ren có khóa kéo nha em, xả 9.000 luôn. Hàng bơ mai lái chúc em đầm ren tầm 50-52kg vừa. Mã lụa cho Nguyễn Dung. Rồi áo trắng này xả 9.000 nha chúc mẹ mặt. Trắng mũ lấy cho em con heo đất 5k. Ủa ta bán heo đất gì vậy? À nhà em nó có bán cái thùng đốt giấy. Bé qua nó ông nội đưa cái thùng đốt giấy á. Thùng đốt giấy ấy, nhưng mà một cái thùng lớn, cái thùng nhỏ đó ông nội giá bao nhiêu? Thùng thiếp á, lên lên. Ok chị Nở Hồng. Trắng mũ chị Thuy Hồ 9.000. Lụa hồng em hết rồi, ren chị Trân Anh. Rồi áo cúp ngực nè, xả 9.000 cho mấy bà luôn, đẹp không? Xả 9.000 chúc em mặc cúp ngực. Trời ơi, hàng bơm em quải quá. Ôm sao ngày nào có hàng bơm hết vậy mày. Rồi cái đây chúc em 9.000, ba lỗ xanh. Đẹp chưa? Trời ơi, chất co giãn giùm em nè ha. 9.000, ba lỗ xanh. Cúp ngực cho Hoài Thư lên số thật địa chỉ. Dự bị chị Minh Tâm Nguyên 9.000. Hôm nay xả 9.000 rồi nhà không. Xanh chúc chị Su Su. Rồi cái đây chúc em mã đôn nè, xả 9.000. Mã 9.000 chúc em mã đôn. Đôn 9.000 dùm em. Ê trắng 5.000 còn cái nữa mấy bà ơi, bà nào lấy chia sẻ rồi chúc trắng 5.000. Chị lộn không? Đôn chị Bình Thanh. Con cái rồi hả? Không có cái nhỏ hả? Rồi trắng 5.000, nhiêu tiền hả? 80 nữa. Giá bán luôn hả? Tôi nhớ không bán chín mấy nữa. Rồi, bán mấy gì rồi? Rồi trắng 5.000 này có mấy cái? 5 cái trắng 5.000 ha. Bà nào lấy chút, ba lỗ xanh hết rồi, trắng 5.000. Cái đây nè mấy chị đút giấy, 80.000 cái lớn nha. Nó có cái nhỏ nữa nhưng mà chắc con ba em không làm chưa có ra. Nè mấy chị, mua cái lớn đi. Nhưng mà em nói thiệt luôn á, cái đây là nhà làm cho nên rất là rẻ, mà cái thiết của nó rất là dày dặn luôn. Chị nào mà có nhu cầu xài trắng 5.000 hoa bất tử nè, trắng 5.000 bông sen nè. Em chỉ giới thiệu em bán luôn ba em. Trắng 5.000 Cherry Phạm còn không em? Còn hai cái 5.000 cho Hoài Thư, 5.000 cho NT Bích Phượng hết. Cho em coi sơ mi. Ok để chút cái gì Thanh. Đây nè mấy bà, em giới thiệu về cái đây nha. Ai mà có mua thì chốt luôn hoặc là IP cho em cũng được. Mà mấy bà Hoài Thư mua hàng lên số 80.000. Một cái thùng đốt giấy đây nó rất là dày dặn luôn. Mà cái đây là của nhà của ba chồng em làm. Nè mấy chị ha, ở đây là nó sẽ có hai ngăn. Mình đốt giấy á, là nó sẽ có một cái ngăn đây để vô. Đó mấy chị thấy không? Hai cái lớn giống nhau mà. Không có một loại lớn hơn. Cái đây nhỏ hơn hả? Cái đây là nhà làm cho nên là bán là chỉ là bán lấy vốn cho mấy chị thôi. Nhưng mà chị nào mà có nhu cầu xài, nói chung là tất cả các mỗi một gia đình đều phải có một cái thùng đục giấy như thế này, nó rất là sạch sẽ luôn. Cái đây là ship được cho nên là mấy chị yên tâm ha. Cái đây là mình sẽ bỏ vô đây nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, ai mà ở gần đây thì cũng có thể tới nhà em để mua và lấy nha. Còn những chị ở xa thì em sẽ ship đi, chỉ có 80.000 một cái, mình bỏ giấy đi mình đốt. Hai mình đậy nắp lại nó sẽ rất là sạch sẽ luôn, không có bị giống như là bụi bặm đồ các kiểu đồ này nọ vậy mấy chị. Rất là dày dặn luôn chứ. Còn mà đốt giấy ví dụ như mình cúng các bác và cúng mấy ngày đầu tháng hay là đám giỗ đám quải đồ, đốt giấy nó sẽ bay lung tung đầy nhà đầy cửa hết. Mà cái đây là nhà làm cho nên là cả nhà mình cứ yên tâm, chị nào mua thì cứ inbox cho em nha. Cứ 80.000 một cái. Đó. Nói chung là rất là dày luôn ha. Dễ thì ngoài này nó có làm mấy cái lỗ thông hơi cho mình nữa nè cả nhà thấy không? Đó, ai mua thì IP cho em. Để chúng mình chụp hình em đăng cho mấy chị xem. Rồi. Có 80.000 thôi. Cái đó mình mua cái lúc giấy bằng đất cũng đã hết 30-40.000 rồi. Rồi bộ bi nè, hai nắm mặt của bác. Bộ bi nha mấy bà ơi, 19.000 đồng. Cái đó là của nhà của ông ba em làm. Bi 19.000, chị nào lấy bi chốt bi giùm em, chấm bài lên mấy chị ơi, chấm bài. Tương tác lên chấm bài nha.
bài tương tác lên. Rồi 19.000 chốt giùm em con đây. Cái đây là ở ngoài chợ người ta bán, rất là cần thiết của cả nhà. Nhưng mà ở ngoài chợ mấy chị mua nó mỏng lắm, nó rất là mỏng luôn. Còn ở đây nhà ông ba mỏng làm bi tránh nguyệt cho nên là nó rất là dày dặn luôn, không có bóp méo gì hết trơn á. Rồi 19.000 chốt giùm em thái trắng. Cho nên là chị nằm mua cái đó thì cứ bi họ đến nhà em mua cũng được nha. Trắng nữa chị, trắng 5.000 hả? Trắng 5.000 còn cái nha. Trắng 5.000 chị Hiền Lê. Rồi chốt giùm em ở đây xả tặng mấy chị đẹp ha. Rồi xả 9.000 đi, chốt giùm em ở đây áo nhúng, áo nhúng 9.000. Rồi cái đây chị đều lấy chốt giùm em một cái chân váy nhà em ngay chỗ Bình Quang á chị, sớm đồ gỗ á đó, có thể tới nhà mua. Vì lý do là cái đó, nói chung là cái đây mấy chị tới là thích liền, nó dày dặn lắm. Trắng 19.000 văn thưởng, nhà nào cũng phải có một cái, em nói thiệt luôn. Mà cái đây là nhà làm nữa nên rất là ấy luôn. Áo trắng hết rồi, áo dây chị nở hồng văn thưởng nó sớm rồi, địa chỉ đó mấy chị. Chân váy nha, size M xả 9.000, có khóa kéo luôn, ai lấy chút CV. Mỗi nhà nên mua một cái em nói thiệt. Rồi cái đây chốt giùm em áo nhúng hết rồi. Đây là nhung nha, ai lấy chút em mặc, mã đây là một cam, ai lấy chút em mặc cam, xả tặng 9.000 luôn. 9.000 chốt cam giùm em. Rồi áo chui nè mấy bạn, CV Thuy Hồ. Áo chui nè, đẹp ha. Ai lấy chút em mã chui nha. Chui chui giùm em. 9.000 là cái gì á mày? Chui 19.000, trời con chân váy đây. Hả? Ôi trời ơi, con chân váy đây. Chân váy 9.000 chút ai chưa? Chân váy 9.000. Giờ còn cái nhung cam. Chui chị Bạch Dương mấy bà ơi coi nè. Đẹp. Mấy bà coi nè, bên trong có quần nha, size S nè. Xả 19.000 chút em, mã là mã nút nha. Chút em mã nút. Còn cái cam ai lấy cam chút cam nha. Rồi cái đây chút em xả tặng mấy chị tầng. Bà nào lấy tầng xả cho mấy chị 5.000 con áo tầng đây, chất đổi chốt 5.000 tầng. Chân váy jean nào mà 9.000 trời, 19.000 cho bé mộng mơ nút. Bé mộng mơ qua có đi được đâu. Ban thưởng thấy số nè, dự bị cái nút đó cho chị Hoa Bất Tử đó. Cho xem xét thứ ba ok. Rồi cái đây chốt em 5.000 thái dâu, 5.000 chốt thái dâu giùm em. Ok Thanh Vệ, sáng giờ đặt tin nhắn em rồi. Rồi 9.000 mã đây 9.000 đồng nha, chốt giùm em mã là mã xám. Sao không lưu bơm hàng đỡ, không có hiện đâu. Áo đây xả 5.000 nha, chốt trắng 5.000. Tương tác lên giùm em đi mọi người, 5.000 đồng nha, chốt em mã trắng 5.000. Trắng 5.000 giùm em. Xe like chấm bài tương tác lên mọi người ơi. Cứ mỗi lần nó văng view ra nó bị đứng là nó bị không có comment á. Trắng 19 nè, xám thì nở hồng. Bà nào lấy chút em mã trắng 19 nha. Trắng 5.000 chị Củ Muội nè. Trắng 19 nha áo thái, bà nào lấy chút trắng 19. Trắng 5.000 ta còn hai cái nè. Xám còn không em? Ô con nó bị dơ rồi. Bị dơ dày dặt giùm em nha. Dày dặt men xíu ra hết á. Rồi trắng 5.000. Bà nào lấy chút mình con áo trắng, thế nghĩ mà có 5.000 bạc chắc nó mịn. Trắng 5.000 giùm em. Trắng 19 rồi trắng 5. Cái áo đen quần da ở sau bao nhiêu vậy? Coi con. Đẹp không? Trắng 5.000 che vi fan, trắng 5.000 cho mi trần. Cái đó là rồi á em. Cái quần của nó. Cái quần của nó là 39.000. 40. Quy xét là 60.000. Đóng cửa quần này nha. Quy xét là 60.000. Trắng 5.000 còn. Rồi cái đây chốt lên ba lỗ đen. Rồi
ba lỗ 19 nha dùm em. Ba lỗ đen 19 chị My Trân. Rồi cái dâu đây xả tặng với chị 5.000. 5.000 đồng chút thái dâu. Cho đổ thằng bom lên đi em. Cái đây tao xả cho hết sắc cho rồi. Trời xanh ngọc nè. Xả đi 9.000 luôn. Tặng hết 9.000 luôn chút xanh ngọc. Ờ con lệch vai má ơi. Rồi con đây chút lệch vai 5.000. Lệch vai 5.000. Rồi hai dây hồng giùm em. Hai dây hồng giùm em 9.000 chất đẹp. 5.000 cho chị Phạm Loan trắng á. Trắng 5.000 còn không? Hết rồi. Dâu 5.000 cho bé Mộng Mơ. Xanh ngọc cho Hải Yến, đen hết rồi. Rồi cái đây chút giùm em nè, 19.000 hai dây hồng. Xếp xanh coi thử đi chị. Lót chém không máu đá hả? Đang bị bơm nè. Chuẩn bị chắc thứ hai thứ ba gì nè con ta. Bơm của nó hay mấy chị trong đó áo nhiều lắm. Áo nhiều lắm. Hai dây hồng chút ai chưa? Hai dây hồng chị Thu Nguyên lên số thật địa chỉ giùm em. Rồi cái đây chị nào lấy chốt giùm em. Cái đây là cái gì vậy bay? Thu Nguyên lên số thật địa chỉ. Cái đây là cái áo choàng này mấy chị. Áo choàng. Em xả tặng cho cả nhà mình 9.000 luôn. Mặc xinh lắm. Nói chung là mặc kiểu choàng vậy. Ha, 9.000 đồng ai lấy chút choàng. 5.000 hết rồi. Rồi tiếp tục xả bơm. Ôi ta không hợp với lại xả tóc của mẹ là ta nó cực nướng vứa cái dai tao khó chịu quá. Tao bới lên đi bay ơi cho nó gọn lại. Việc qua đầu chỉ không chịu á. Thôi giờ muốn đẹp cũng cột lên đi chơi giờ nó nóng quá bà ơi chịu nổi. Nó chọt chọt cái lưng chúng mình hồi giờ không có ấy á. Khó chịu. Chuột éo nè. Áo gì? Có thun đá nữa nè. Hàng bơm có thun đá nữa nè. Lệch vai cho Văn Hưởng. Không nha. 5.000 đồng lệch vai có chưa? Hết hả? Cột tóc nhìn xinh nữa. Rồi xả đi 5.000 nè. Ai lấy chút nghe mã hoa trắng. Cảm ơn con Hoàng Minh Nam. Rồi có chị nào mua cái thùng thiết đây thì hú em nha. Còn không ai bay em cũng được. 80.000 thùng thiết đốt giấy. Trời nó dày lắm mấy bà ơi. Thôi nè, thiết nhà làm trên này nó dày dạng kinh khủng luôn. Má ơi có 80.000. Sao mấy bữa ông bán 95.000 rồi hay là ông đưa vốn với tao ta bé. Rồi chết tao thấy bữa ông bán 95.000 mày con để vốn tao nữa bán không có lời chết mẹ. Hoa trắng với diêm diêm. Rồi cái đem tặng không bán. Áo yếm vàng tặng. Ok ok hàng bơm nè mấy ông nó đang cắt nè mấy bạn. Đây là hàng bơm á mấy ông nó cắt sẵn cho em like á. Hoa trắng 5.000 cho Hạnh My. Hết rồi. Rồi cái đây chút dùm 19 chị Thu Nguyên ơi lên số hồi địa chỉ đi chị ơi. Dùm mấy má ơi. Trời ơi 60kg con dùm đẹp nữa hồn. Rồi 19.000 chút dùm. Em tưởng cái nồi. Em tưởng cái nồi bánh bao không có. Đây là cái thùng đốt giấy. Cái thùng đốt giấy này mọi người ơi. Chứ bánh bao thì đâu nè. Mình đốt giấy á. Cái trình dần bạc ấy. Mình bỏ vô đây nữa là nó không có bị bay. Nó không bị bay lung tung vô giấy về nhà hiểu không. Đó. Đẹp lắm. 80.000 đồng thôi sạch sẽ gọn gàng. Áo tặng cho Hoa Bất Tử nè. Dùm cho Củ Muội nè. Trời ơi là hời. Rồi. Đúng rồi. Tặng không. Làm sao mà bằng được. Tại cái đây là của nhà ông ba chồng tôi làm mà. Mua cái để dành đi bà nội. Của ông ba chồng tôi làm mà. Làm ở nhà nên là cái thùng của nó đẹp. Nó sắc sảo mà nó dày lắm. À, Tuyến lái xe ở Vinh là gì vậy trời. Bà chị Thu Nguyên có địa chỉ nè. Rồi lấy chút em nè. Sơ mi đỏ 19.000. Bom bom. Trời ơi bom nhiều lắm luôn. Sơ mi đỏ 19.000. Rồi áo len nè. Em tưởng là bánh hấp là thánh thần rồi chết đi. Mấy bà ơi cái thùng đốt giấy nha mấy bà. Cứ tưởng là bánh hấp thì sao ta. Hay là ở trong đó người ta không có đốt giấy. Bằng cái thùng đây ra. Hồi đợt chị cũng có đốt giấy gì hết á, cứ đem cho đường đốt không à. Bay tùm lum à. Rồi 19.000 nha, len hồng 25kg. Đẹp quá trời mà con. Sơ mi sọc đỏ ba bích ngọc. Ai cũng tưởng cái đầu bánh hấp á. Cái thùng đốt giấy. Đúng rồi, mỏng lắm. Bữa nay
nhìn giống là hấp quá hả? Cái thùng đốt giấy mà mọi người dùng hết rồi. Đi Mỹ hả? Mới thấy hả? Chết đi. Rồi ai lấy trước em này, xả cho mấy chị 19.000 luôn nha. Cái đây 35kg chút bướm xả tặng luôn á. Rọt rọt lên cái nắng lên chứ bãi đâu có mua len nữa mới đã rọt rọt. Rồi xả cho mấy chị 5.000 con chân váy nha, chân váy dạ. Ai lấy chút em ạ, à, CV len 19 chút màu dùm em lên đi chị Văn Thưởng ơi. Nó có màu hồng với lại màu bướm. Ai lấy chút màu kèm vô rõ ràng. Rồi 19.000 chút laptop. Trời ơi con laptop này đẹp. Rồi 19.000 chút laptop, cái mặt dễ thương lắm á. CV 5.000 thu thao vo. Rồi chị nào lấy chút em mã đen này. Con đen này các bạn ơi. Đen đen, sơ mi đen lụa nha, xả 9.000 chút đen. Xin quý dạ 5.000, ai có đơn em chút. Cho em thêm chút xanh cho luôn đi, ok chị. Đợi xíu cả nha. Rồi bơm con đầm rút luôn. Thao Trinh lấy con sơ mi laptop này đẹp lắm, chất ở ngoài nó đẹp lắm. Đầm rút xả 19, sọc cho mi trần, sọc là cái kim này chị. Hay riêng hả? Riêng thì em bỏ em bán luôn nguyên xét luôn đi. Thì nguyên xét này 50.000 vậy mấy chị ơi. 50.000 chút em xét xét xanh đi. 50. Rồi, đầm xung dâu giùm em. Rút dây nè. 19.000 chốt xuông, đầm xuông. Chưa chị, qua tuần. Rồi cái đây chị nào lấy chốt giùm em. À, Văn Thuận chốt đen, bỏ hai cái đen vô mai chốt đơn. Bà lấy cái đen nào nha, nói đâu không nghe bà Văn Thuận. Rồi cái đây chốt giùm em. 9.000 đồng, giặt ly bơ. Váy 5.000 hết rồi. 9.000 chốt giặt ly bơ, bỏ hai cái đen vô mai chốt đơn. Bà lấy cái đen nào Văn Thuận ấy. 9.000 đồng chốt đơn sáp. Đầm rút cho Nhật Thúy. Rồi Nhật Thúy có số điện thoại rồi nè, lên địa chỉ giùm em thôi. Rồi cái đây chốt em à, 9.000 đồng sáp 9.000. Cái bơ nó đẹp lắm luôn, mai lấy các bạn. Rồi con đây chốt giùm em nè. Con áo len đỏ nha, 19.000 đồng. Bà nào lấy chút len đỏ 19. 60kg vừa nha chị Xuân Võ ơi. Bà là địa chỉ á. Trời ơi, 19.000 nè con bé xanh đen. Bà nào lấy chút xanh đen. Năm nay cái gì cũng hot ghi lê hết nha mày. Năm nay ghi lê lên mắt chị giặt nguyên vô ghi lê là cao bác không nổi đúng không? Ghi lê á. Văn Thủ sơ mi đen có rồi. Cái đây xanh đen nha, 15kg 19.000. Ai lấy chút xanh đen. Thiệt chán ghê luôn, cũng không có bán luôn mà giờ bơm về bán lỗ. Xanh đen cho Ánh Nguyệt 19.000 nha. 15kg chút em màu bò. Ok chị Nhật Thúy. Rồi nam xanh nè, 45.000. 75kg chút nam xanh. Quần sáng nha, 45.000. Quá đẹp. Bò cho Hoài Thư. Hoài Thư đi có lên số địa chỉ không? Không. Ủa chị mua hàng mà không lên số địa chỉ hả chị? Rồi lấy chút giùm em ạ. Bò chút cho chị Bích Hoa Nguyên. Mua hàng mà xin số địa chỉ cái mắc tỉa cơ luôn. Xin mà từ đầu ai tới giờ luôn á trời. Nam sang cho Ánh Nguyệt. Rồi 19.000 15kg. Tay phòng 19.000 15kg tay phòng chốt giùm em. Xét áo đen nó để cho Nguyễn Dung. Chú em mã tay phòng. Xét áo đen hả? Xét đen ấy nè, mới cho con. Xét con đuổi đúng không? Xét xanh ở sau bao nhiêu xét xanh nè à? Xét xanh có người lấy đâu hả? Ủa cái combo chị kêu đỏ với con bé kia nè, em bỏ vô luôn hả? Nguyễn Dung ơi, lấy xét áo đen nào. Áo đen quần, quần dài đúng không? Tay phòng cho Phạm Thị Tường Vân. Bên em bán hàng mấy chị chịu khó coi live, em muốn nhận IP ai hết mấy chị. Không có IP ai hết. Rồi đây lấy chút em mặc bộ bé. Cái đây là mai nó bị giống như là nó nhỏ đó cả nhà, cho nên là em sẽ sale tặng. Cái đây là combo 5 bộ 50 nha cả nhà ơi. 8 cho đến
9kg à, 8-9-10kg à. Rồi combo đi, 5 bộ 50. Bà nào lấy giúp em mã combo. Cho bao bơ, đổ bơm lên đi em. Ủa chị, cái này là chị nói nhiều, em mua về chứ. Em nói hơn. Thế có 60. Đưa chị Oanh đổ mấy cái bơm kia vô đi. Rồi tiếp tục, bơm tiếp, chén lắm. Combo cho bé Trang. Xét màu xanh. Vừa nha Tuyên Trâm lấy đi, nãy chị trả lời hai lần rồi mẹ ơi. Mẹ ơi. Trời ơi, cái bộ bé đen này không có bát, rồi đứa nào bơm vậy bay. Hàng bo tiếp nè, của em bác 49.000 mấy chế ơi, 15-16kg nha. Xét xanh lấy xung vỏ lên số thời địa chỉ nè. Ủa nó đẹp. 15-16kg xét đen xả tặng với chị 30 ở đấy chút xét đen. Ôi trời ơi. Có người lấy rồi em. Hàng bên chị là giá nói chung là phải chăng rẻ, mày thích thì mày lấy, không cần hỏi giá luôn, 100 giá từ từ tính sau, mày hỏi giá người ta lấy mất tiêu rồi còn đâu, hỏi giá người ta lấy mất tiêu rồi còn đâu. Ủa nãy ta đâu có bác, bé nào 9.000 đâu mày, bé nào 9.000 má. Bé nào mà 20.000 bá. Xét đen cho Bích Hoa Nguyên 30.000. Chị lấy quần đỏ áo trắng dành cho em coi. Dành là gì em không hiểu. Ok chị Xuân vỏ lên giùm em à. Mày comment tao ngỡ ngàng luôn á. Như ý ơi. Rồi cái đây 13kg xả cho mấy chị mình 25.000. Tặng luôn cái hàng này bà hôm bán 49.000. 13kg 25.000 chút bé kem. Ờ cái túi sách cái hồi nào mà giờ đây còn gì đây vậy bé anh. Này dữ không. Xét da cho Phạm Thị Tường Vân. Chưa nay đồ bé về đó mấy chị. Chưa nay không biết về kịp không ta. Chắc kịp à. Chưa nay hoặc tối nay hay. Đây mấy à. Rồi cái túi nè. Xảy với bà 20.000 luôn đi. Ai chúc em mã túi nè. Kéo muốn nghỉ bán cha rồi. Đầu tháng thì bơm mấy chục triệu tiền hàng. Rồi bây giờ xả cho mấy chị nhà mình cái mũ như thế này là 7.000 đồng nha mấy bà. Xếp da chốt cho em. Rồi mũ 7.000 em tặng cho mấy chị một cái 7.000. Túi chị Bình Thanh. Bình Thanh không bao giờ chia sẻ cho em, không có chốt được chị. Túi mua hàng sale là phải chia sẻ nha. Bình Thanh không có chia sẻ không chốt được rồi. Em coi My Trần chia sẻ chưa. My Trần chưa chia sẻ không chốt nha. Hoa Bất Tử chia sẻ chưa. Chưa chia sẻ không chốt luôn. Ánh Nguyệt chia sẻ chưa. Ánh Nguyệt có chia sẻ chút túi nè. Thiệt luôn á. Ừ để kể chuyện cho nghe. 55kg đổ lại mua 7.000 là cho chị Hoa Bất Tử nè. Cứ mình nhắm nha. Mình nhắm thử con mình mang vừa thì mình chốt nè. Mũ 7.000 mà chốt em mã 1. Mũ 7.000 chốt em mã 2 nè. Mũ 7.000 chốt em mã 3. Cái này sale tặng không biết đâu. Đậu mỹ luôn à. Ok chị. Mũ 7.000, 1, 2, 3. Chốt mã giùm em đi chị ơi, đừng có chốt mũ 7.000. Không có. Cái áo này bà Thu cũng mặc đẹp ghê. Bữa chị lên bãi mặc cái đây. Áo này bà hổng bán 39.000. Lên Montugi. Xả cho cả nhà mình 25.000. Không đẹp không lấy tiền luôn. Chị coi cái chất ren 25.000 chốt giùm em mặc áo cam. Mũ chốt mã giùm em 1, 2, 3 như mấy là 7.000 cái trời ơi. Giờ tới lại lại tôi đem đi đổ đóng cái đồ tôi bán cũng còn lời nữa. Mã tôi là mã gì? Có mã tôi. Rồi xả cái bộ đây 19.000. Em xả hết mấy cái lộn xộn đây là mình sẽ về hàng à. Bắt tiền đó mấy chị từ 35, 45, 55, 70, 80, 90, 100 cho lên. Không bán lộn xộn này nữa. Hết kho rồi. Giờ nhà em hết rồi dọn xuống hết rồi. Áo cam cho Hoa Bất Tử. Rồi 19.000 chúc em bộ yếm. Mình chính nha bộ thanh vệ. Mũ mã 1 thì chơi đi Phạm. Rồi xả con áo đây 9.000 nha. Đấy chúc em mã muối tiêu. Bơm chết. Rồi mã cặp em xả 9.000. Ai lấy cặp chúc em mã cặp. Em xả 9.000 luôn chúc em mã cặp 9.000.
Còn một con sơ mi. Bà nào lấy chốt giùm em mã sọc 9.000 luôn. Xả bom các bạn luôn. Sọc 9.000. Rồi áo bơ xả 5.000. Áo này mặc mát lắm. Bơ 5.000. Muối tiêu cho hoa bất tử. Cặp cho Nguyễn Thư cố gắng mua được 50.000 mà đem đi đơn nha chị. Rồi cái đây chốt giùm em nè. 9.000 đồng mẹ si. Sơ mi chị Thái lục. 9.000 đồng mẹ si. Nguyễn Thư lên số thoại địa chỉ giúp em đi. Bơ 5.000 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Áo ren xả 9.000. Áo ren em xả 9.000. Bà nào lấy chốt em mã ren phát cho em hả? Em không biết nữa. Không biết nữa vợ ơi. Bơ chốt ai chưa? Bơ còn không? Mẹ si. Mẹ si cho Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Mẹ si 9.000. Ren 9.000 củ mùi. Sọc chốt ai chưa? Đỏ chốt ai chưa? Rồi áo phong này. Rồi 19.000 đồng nha. Chốt em phong đen. Trời má ơi. Anh ơi. Thiệt luôn á chứ. Bộ đây sao vậy trời. Hàng xịn 65.000. Bộ đây chuẩn bị về thêm nhưng mà em bán giá cao lắm chị. Giá xưởng nó lên cao. Hàng xịn nè, 65.000 má ơi. À, Nguyễn Thư đã chốt mã gì vậy em? Mã cặp hả? Đưa đây chị chốt với người khác. Mã cặp 9.000 chị Thu Nguyên. Cặp của chị Nguyễn Thư đã chị Thu Nguyên. Bộ 65 chị Hoa Bất Tử đẹp lắm chị. Chị Hoài Thư lên số thoại địa chỉ rồi nè. Chị ơi giờ chị chọn lại từ mã từ đầu cho em nha chị. Chị chọn lại từ đầu giùm em nha. Chào ơn. Chị chỉ có mấy thốt thôi. Dưới nè em. Không mà chính là chị Văn Thưởng. Bộ đó em mà ưng là không có chuyện bơm hoài vậy đâu. Bộ đùi đó không có đâu mấy chị. Bơm á chứ đợt trước về. Xích cái chân váy. Cái chân váy nó lấy xe lơ hả chị? Xe lơ hả chị Hiệp Chị Tin? Xe lơ hả chị Dư không? Rồi ai lấy chút em à? Con chuột xám 19.000 chuột xám. Đưa chị uống nước cho con bé. Xếp đá 50. Đầm hoa em mặc ông chồng ổng à, tin đẹp gì mà mà giá có 25.000 hả? Không có mà tin. Đầm hoa em là ổng mặc ổng chồng. Không tin đẹp vậy mà giá 25. Nó ổng mua 250. Trời sáng hai con mới đà. 250 chồng nó mới đựng vô đô. Ra ai lấy chốt giùm em. Xám 19. Để em tự sướng gửi qua Zalo hả? À, ok. Xám 19 nha cả nhà. Áo phong bên em mấy chị biết chắc rồi. Ở đây bị bom về nè. Cái đây là không có đáng kể đâu mấy chị. Nè ngay chỗ đây đó. Hình nè, in là rất là ấy luôn nha. Rồi cái đây chốt giùm em gấu đen. Đẹp không? Rồi 19.000 xám, 19.000 gấu đen. Tao nghĩ mà bị bơm mà mấy cái một đống đồ đây luôn. Trời cá từ đầu năm tới giờ luôn à. Mặt mát lắm mấy bà. 19.000 chút em chữ đen cá nè. Mặt mát lắm. Em vừa không thì lấy. Bà mặc quần xe như ai biết. Chuột xám cho cơm Bắc Trung Nam. Gấu đen cho hàng mớm. Hàng mớm lên số thoại dùm chị luôn nha. Để chị in cho nó in ra mới được. À xám chút chị Thanh Mai. Rồi 19.000 bơm nè. Trời ơi chốt bò. Nó phong nó đẹp ghê. Cho em xem đi ok. Cho bé nó xe. Cho bà lột. Cho bà xem đi. Rồi 19.000 chốt bò. Ok chị. Cơm Bắc Trung Nam. Lên em cái địa chỉ luôn chị ơi. Cái chữ đen này tấm như bà nào lấy chốt. Bò cho Thẩm Kim. Bà Thẩm Kim với bà Tuyên Trâm tao tên. Ok hàng mớm tao lộn hoài luôn á mày. Bò chú ơi còn cái chữ đen nam mặc được. Ê gấu đen còn cái này. À, gấu đen cho bà Jerry Phạm. Chữ đen đẹp mà sao mai lấy ta. Rồi 3D với bà ơi. Rồi xả 9.000 đồng nữa là luôn. Mát lắm. Chốt mê mã đây là mã 3D. 3D à, 3D. Chốt em ship vàng nha. Chị bữa nay xin thế hả? Ship vàng 50. Tối qua 8:30. Em với anh hai đứa đi. Ê như là da mặt tao nên nó bóng bóng á bà đúng không? Ừ. Kẹo mặt nó chén lên. Cạo mặt nè.
làm móng tay móng chân nè, đầu cắt tóc nè, làm hết toàn thân nè, chị thấy không? Đi bài không? 3D cho thẩm chim, tối qua chồng cho 300 ngàn, hai chị em đi làm đẹp. Tôi với nó làm có 200 ngàn, bỏ chén. Rồi gì nữa? Hết đúng không? Rồi gấu trắng nè. Gấu trắng 19 ngàn. Cơm Bắc Trung Nam có số thoại lên đi chị, đi chị. Lấy cho em áo trắng đồng sau lưng. Áo trắng đồng bởi vì em không hiểu luôn á trời. Vàng 3D hết rồi, xếp vàng sau lưng cho chị Dương Trúc Quỳnh nè. Nhiêu tiền ấy? 50. 3D hết rồi nha mấy chị. Chú có mặt khác cho em đi. Đồ gấu trắng. Chị hỏi chị lấy trắng. Gấu trắng cái hàng mớ. Rồi cái đây chú giúp em mãi là mã 1 nha, 19 ngàn luôn. Hàng bơm em xả đó mấy chị ơi. Ai lấy 1 chút 1. Rồi cái đây chú giúp em 3D xanh nè, 9 ngàn. Cúc xanh 9 ngàn đẹp quá trời. Cúc xanh 9 ngàn. Tiếp ơi, nhận được hàng chưa Tiếp? Nhận được hàng chưa vậy? Trời ơi, mới hôm qua bị bơm hai mấy cái tiền hàng á, sẵn tốt qua đi thay đổi luôn. Gấu trắng giúp cho em. Gấu trắng giúp đâu? 3D xanh cho chị Hoàng Thị Thúy Quỳnh, lên số thoại địa chỉ giùm em. À, gấu trắng một cho chị Thanh Mai. Thế nó có người lấy không? Trắng một đen một. Họ đen một cái trắng một hết không? Rồi cái đây chúng mình em mã gấu, gấu 2. Chị lấy bộ đồ màu trắng sau lưng cho Thu Nguyên. Gấu trắng 2 cho bông sen. Giờ còn gấu đen mấy bà. Một đen cho cơm, cơm Bắc Trung Nam. Chị Thu Nguyên lấy cái áo, cái áo trắng với lại cho quái thảo ok chị. Nè em còn gấu 2 nè, 19 ngàn. Ai lấy chút em gấu 2. Em nguyên xếp. Gấu trắng cúc xanh chốt chưa? Trắng chị Thanh Mai hết nha. Rồi ở đây chốt em mã là mã số mã Mickey đi rồi ơi, 19 ngàn nha. Chốt em con Mickey, bạn nào lấy Mickey chốt chân váy mua nguyên set đẹp vậy mà đi bơm kia cũng chả hiểu luôn á trời. Rồi bạn nào lấy chốt em mã CV nè, rồi chân váy xòe nè, cưng dễ sợ chua. Ok chị. Gấu trắng 2 còn không? Ok chị. Còn Nicky chị Văn Hưởng. Ok chị Thu Nguyên á, bà nói ok là gì á? Xét chân váy vàng size gì? Rồi cái đây chốt cho em nè, 19 ngàn đồng cái đây size M nha. Lấy chốt cho em mã này mã anh Nút. Nút. Gấu 2 hết chưa? Rồi 9 ngàn đồng chốt cho em 3D xanh. Rồi gấu đen còn cái này má. Xả bơm không quả đạt, quả trưởng. Rồi 19 ngàn chút anh gấu đen. Chuẩn bị cái kia về nó xả lòi hèn luôn. Đây 55 cái gỗ lại vừa đèn cái sai không chị? 19 ngàn 15 cái. 3D xanh chị Hoàng Thúy Huỳnh. Mickey mình chốt ai cho em? Cái này 5 chục. Rồi 15 cái nha, 19 ngàn chút lên vàng. Ok Thanh Mai. Ở đây chú rồi đúng không? Gấu đen 19 còn không? Cho Nhật Thúy. Trời ơi con gô đen 19 ngàn đồng chú em mã gô đen. Nút cho hẹp xì tim. Rồi em xài 9 ngàn đồng chú giùm em mã sọc. 9 ngàn chú em mã sọc. À cái gì ta? Ba đi xanh hết rồi. Cô đem cho Nguyễn nhờ. Rồi cái đây chốt giùm em ạ. Sọc cho Nguyễn nhờ. Nguyễn nhờ qua đi được hàng không em? Rồi cái đây chốt em mã là mã gấu vàng nha. 19 ngàn gấu vàng. Em đưa chị cái chữ đen là đẹp rồi. 19 ngàn gấu vàng. Lấy cho em quần vàng đằng sau. Đấy, nguyên xếp nha. Bán nguyên xếp chị ơi. 15k 19 cái gì? À, Kelly Xương là bà bé vàng á. Gô đen em chốt rồi, em còn gấu vàng. Hổ cẩm đây. 19 ngàn 15 ký hàng này hàng bơm. Gấu vàng chốt chưa? Gấu vàng. Gấu vàng cho chị Củ Muội nè.
Rồi 19 ngàn nha, chút em chữ đen con áo nó bị cắm luôn. 19 ngàn chữ đen, sao cái view nó bị tụt vậy mấy bạn? Thổ cảm chút ai cho em. Thổ cảm mấy chị Hoài Thư. Rồi em xả 9 ngàn đồng, kêu nào lấy chút giùm em mã là mã tím nha, áo thái 9 ngàn chút tím, em đang xả kho để chuẩn bị về về toàn bộ là hàng mắc tiền hết mấy chị, 35, 40, 50, 70, 80, em không bán hàng rẻ nữa. Em không bán hàng xả kho đi nữa, xả kho đi do là bữa hổm chữ đen cho nào tới ít phượng. Do là bữa hổm ở trên lầu em bán sót hàng cái rồi em xả rẻ cho mấy chị chứ giờ hết rồi nha. Nên là tranh thủ bữa nay mình lựa đi, có mười mấy ngàn mình lựa, lượng chục cái để dành mặt cũng được. Tím 9 ngàn cho bé mộng mơ, lấy xét chân váy vàng thiệt xì tim. 15 ký 19 ngàn chút kem. Hết rồi mấy chị. Cho là trên trên tàu em bán còn sót bây giờ, chỉ còn sót là nguồn viên trên đó thôi. Chứ ngoài ra hết rồi, trên đó còn viên. Chị ơi, cái chất chú có quần vàng đúng không? Quần vàng, quần đuổi. Ê, chiếc quần này tốt không? Ê nha, quần đuổi nè trời à. Ở trên lầu giờ còn quần viên thôi hả đấy. Rồi ai lấy chút giùm em nè. Len trắng 19 ngàn nha, chút len trắng 50 ngàn, chút em xếp vàng. À quần xếp quần vàng rồi nha, chẳng phải chút mấy đâu mọi người ơi. Bộ thể thao nam ok, màu xanh đen, chút cho Hoài Thư. Quần đen nha chị, 2X. Ok chị. Màu xanh đen, màu xanh. Lên chán cho Nhật Thúy. Xếp hồng bao nhiêu thế? Rồi cái áo cổ yếm này xả 9 ngàn. Xả 9 ngàn chút em áo yếm. Rồi đẩy đồ, đẩy đồ lên đi em. 50 chị. Trời ơi con áo da ra 19 ngàn đồng chút em mặc cúc đi mấy bạn. Xếp hồng phía sau 50. Áo tím chị nở hồng 19 ngàn đồng chốt liền tay em cúc tím nha mấy bà ơi. Cúc tím. Còn ở đây chúc em mã đôn. Đẹp lắm. Đầm đôn đây ha. Cúc chị Văn thưởng đầm đôn rồi. Cái đầm đây là bầu bí cho em được. Em có được mấy màu, ở dưới đó còn mấy màu đưa hết cho nên chị em lột ra luôn. Lột ra. Cái đầm đây xả 9 ngàn, bầu bí mặc được. Ở nhà mặc ngủ nha, thoải mái vô tư, xả có 9 ngàn. Đó, nó có nhiều màu. Là chị nào lấy thì mình cứ chốt giùm em đầm xả 9 ngàn nha, không có chọn màu. Em còn được 5 cái. Xả tặng cho mấy chị chứ. Chứ không có lòi đâu. Cái đây là chất lụa luôn á. Xếp nu xếp nu quần vàng cho thao trinh. Ok. Đôn 9 ngàn chị My Lan Ma. Rồi nhân tay chốt giùm em nè, nó có nhiều màu đó mấy chị, có 9 ngàn mấy chị thấy không? Lên form. Mặc nó thiệt luôn á mấy chị, cái đầm để mặc. Mặc đi ra vô hai lần rồi dục cũng còn lòi nữa, thiệt luôn á trời. 9 ngàn này em có 1, 2, còn 3, 4 cái em xả cho mấy chị, ai lấy chốt nha. Cúc tím hết rồi. Đôn 9 ngàn Nhật Thúy. Rồi xếp đùi nè. 19 ngàn. Em ơi, 19 ngàn đồng xếp đùi 55kg vườn. Đôn 9 ngàn che đi Phạm. Con ăn gì chưa vậy? Ông ba không mua gì đâu. Trời ơi, mày thấy ông ba mua hộp cơm với biết đúng không? Trời ơi là trời, giờ này mấy giờ rồi mà chưa ăn? Dạ không nói. Đem vô ăn đi. Đổ mắm được không? Em được không, để cô anh đổi dùm cho vô cái chén cho em, chứ đổ đầy trong phòng á nãy giờ quên lẫn hết chứ. Xếp đồ cho Dương Đức Quỳnh. Rồi chân váy xả 5 ngàn, ai lấy chút em mã CV. CV 5 ngàn. Trời ơi, một cái con chân váy lính bên trong nó có quần đẹp lắm luôn mấy bà, size M. Size M nha, ai lấy chốt giùm em liền, thiệt sự luôn á mấy bà ơi. Size M, size M. Bà nào lấy chốt giùm em ạ. Mã đây xả cho mấy chị CV 5 ngàn thu cao con. Xả cho mấy chị 19 ngàn đi ha. Coi giãn nhẹ bên trong có quần size M. Ai lấy chốt anh chân váy lính. Rồi thun trắng đây còn con 5 ngàn.
Bà nào lấy chốt thun trắng em xả hết đó mấy chị. 5.000 đồng chốt thun trắng cho em. Cái này cái quần đã 9.000 của ai chịu anh chưa có tiếng. Đủ rồi bỏ lên chị. Hình như ba cái đầm đôi. Còn hai cái là như trắng 5.000 cho da như nguyên lên số thoại địa chỉ giùm em. Chân váy 19 cho Nhật thôi. CV 5.000 hết rồi. Từ từ lát có em like nữa cho nha. Rồi 19.000 đồng chốt mèo đỏ áo đi bao chứ. 19.000 đồng chốt mèo đỏ. Chị còn sữa rửa mặt không hết rồi chị. Từ từ để em bán kèm thêm sữa rửa mặt cho mấy chị nha. Để em bán thêm kèm thêm sữa rửa mặt cho mấy chị. Để em chút em hỏi hàng coi có là em sẽ bán kèm cho mấy chị luôn ha. Để em hỏi thử coi. Da như nguyên sữa rửa mặt mà ai đã mua bên em rồi biết được trời rửa đã đó. Em cũng đang xài rồi đó nha. Tầm thiết kế chắc tầm khoảng chừng tuần nữa mới có em ha. Chuẩn bị thông xe rồi là có hàng về liên tục mấy chị. Do bữa giờ không có thông xe hàng toàn bộ đi bưu điện lâu lắm. Rồi cái quần này xả 9.000 quần ngố ép mấy chị. Ai lấy chốt ngố ép 9.000. Ngố ép 9.000 giùm em mèo đỏ đẹp không ai lấy hả mấy bà. Rồi cái đây chốt em mã dài tay xả 9.000 nha. Mặt nó ôm trong ngồi ha mấy bà. Dài tay giùm em. Dài tay giùm em 9.000. Nó hành ớt thôi à. Rồi đem xả cho mấy chị 9.000. Ở sau nó có khóa kéo mà. Ai lấy chốt giùm em. Quần 9.000 Nhật Thúy nè. Quần 9.000 cho Văn Thưởng nè. Bỏ chung một chút chị lấy. Dài tay cho Đặng Thị Kim Chi nè. Lên số thoại địa chỉ nè. Rồi ở đây chốt em 9.000 luôn. Ở sau có khóa kéo á. Chốt em mã khóa. Ok Huỳnh Như. Cố gắng mua cho đủ đơn mấy chị. Rồi 9.000 luôn, ai lấy chút nhung đỏ do là xả kho đó, 9-10.000 mình cố gắng mua 5 cái 50.000 là đi đơn ha. Chứ không có giữ đơn lựa thêm mấy chị nha. Bên em đặc biệt là bán hàng không giữ đơn lựa thêm nha mấy chị. Rồi 9.000 đồng. Sumison gọi không được cho đi đơn luôn rồi. Ngày qua gọi nó bị gì em? Không nghe máy, chị đi đơn cho em rồi. 9.000 đồng chút nhung đỏ. Nhung đỏ cho Nhật Thúy nè. Còn con ca đâu đỏ. Đẹp thì Kim Chi lên số thoại địa chỉ nha. Nè mấy bà ơi, con khoác 35.000. 8 đến 13 ký chị coi chất lên tầm của nó đẹp. 35.000 chị em nào lái chốt giùm em mã khoác nha. Dạ em gọi là cho là chốt đơn cho nên là ấy á. Tự nhiên nó bị văng hết ra ngoài ha. Đang cả trăm người cái tự động nó văng ra mấy bạn. Chát. Ok em. Bà khoát chút ai chưa? Bà đang bị gì vậy? Bà chỉ cần yếu bị không có lý do gì vậy? Không có lý do cho mua lại luôn. Khoát chồng yếu là lên số thời chỉ lại giùm em. Lên số thời chỉ lại giùm em. Chịu bị cho Hoàng Thúy Quỳnh. Rồi áo là trắng 5.000, ai lấy chút trắng 5.000. Cái là bơi hả? Rồi mã bơi xả 5.000 cho mấy bà luôn. Ai lấy chút bơi. Rồi cái đem xả 9.000. Áo dây với lại cái quần màu khác mà chị, áo nhúng mà. Đây có thể mua cho con mình mặc ở nhà cho mát cũng được mà. Rồi 9.000 đồng chút giùm em nè, mã lỗi. Lỗi 9.000. Rồi áo trắng, áo tha. Áo thun tím là dài tay. Ai lấy chút tím 9.000 giùm em luôn. Tương tác lên mấy chị. Bơi thao trinh là ok chị Trần Yến. Rồi 9.000 chút tím. Tím cho Hoài Thư nè. Bơi hết rồi. Thao trinh ơi chuẩn bị tiền ơi về bộ đẹp nhất kháng luôn á. Về giày nữa chứ trời ơi. Giày chuẩn bị chắc có thể nếu mà kịp thì chắc thứ hai à chị mấy chị. Chứ giày không kịp rồi. Bây giờ em đang kiểm tra đơn nằm ngoài Đà Nẵng. Đà Nẵng đang chuyển về em thì chắc thứ hai mới like cho mai là bên em chút đơn rồi. Thứ hai là like giày, giày là giày em sẽ bán mấy chị 65.000 đâu. Trắng 5.000 che đi phải. Trời ơi giày mà hàng xịn Quảng Châu á 65.000 không nghỉ luôn. Nó về được 500 đôi rồi mấy chị. Không có 500 đôi thôi, người ta xả có 500 đôi. Rồi một cái đầm thổ cẩm có thể mua cho bé học lớp 4 lớp 5. Xả 9.000 nha. Ai lấy chút em đầm thổ cẩm. Ủa mũ hả? Rồi mũ này em xả cho mấy chị nhà mình 5.000 nè. 5.000 có mấy cái?
5.000 chốt mã 1, ai con ai đang vừa chốt cho mấy cái mũ đi. 5.000 chốt mã 2 em xả hết cho rồi. 1, 2, 5.000 chốt mã 3 Ngọc được ở đây nè. 5.000 chốt mã 4, 5.000 chốt em mã 5, 5.000 chốt em mã 6, 5.000 chốt em mã 7, nè ở sau nó sọc. 5.000 chốt em mã 8, rồi hết, xả bơm. Một chùm ý Kim Ngọc nè, số gọi không có. Bây giờ chị có cho em số khác không? Cho em số khác thì em chốt cho chị. Mũ 3 cho Tủ, muội. Mũ 4 cho Thằng Khờ. Mũ 5 cho Tinh Trân. Mũ 7 cho Trần Yến. Còn mũ mấy? Còn 2 6 2 6 8 Còn 2 6 8 037 933 5737 037 933. Em cho sai số rồi kìa. Bây giờ chị đổi số lại nha. Em chọn lại giùm chị. Giờ còn mã mấy? Mã 8 cho Nhật Thúy. Còn 2 2 với 6 hả? Đâu cái này 2 đâu đây? Rồi em còn 5.000 mã 2 cho bé trái. Rồi được cái 6 đây. Rồi em còn mã 6 2 với 6 5.000 là tặng luôn á trời. Đừng có nói chuyện gì nữa hết á. Rồi xả cái đầm bơ đi cho cả nhà mình nha. 9.000 ai đó chút em mãi đầm bơ. Đầm bơ 9.000 dùm em. Rồi quần 60kg 19.000 ai đó chút em quần tay. Tay rim đẹp. Rồi 19.000 chút em mã tay. Ai đó tay chút tay 19 dùm em. Rồi một con xếp nhún 19.000 ai đó chút em mã xếp nhún. Tay cho Jimmy Lê. Chưa chia sẻ không chốt em ơi. Đặc biệt hàng đó không chia sẻ không chốt. Tay chị Trần Yến coi chia sẻ chưa. Không chia sẻ không chốt nha gái. Trần Yến chưa chia sẻ. Sam Huỳnh chia sẻ chưa. Chốt quần cho Sam Huỳnh. Tại vì do cái hàng đó là hàng sale nên là phải chia sẻ mấy chị. Một cái quần bán nhất là 5-70 ngàn. Rồi xếp caro, xếp nhúng mẹ 19 ngàn. Chốt xếp caro. Nguyễn Khải có địa chỉ nha. Rồi bộ bé này xả cho mấy chị 10.000. Ủa cái này 19 chứ. 19.000 12 cái chốt sọc. 19.000 dùm em 12 cái chốt sọc. Rồi xả cho mấy chị 5.000. Hay lấy chốt áo cam. 5.000 chốt áo cam. Áo nhung nè. Áo nhung 9.000. Tay hết rồi. Áo nhung dùm em 9.000. Chốt em mã nhung nha. Nhung đẹp lắm. Xả 9.000. Caro cho Dương Trúc Quỳnh 19.000 sọc. Trời ơi 12-13kg. 19.000 chốt giùm em. Ở đây mã sọc trắng. Mấy cái đây mà không mua thì thôi luôn đấy là. 19.000 sọc. 19.000 sọc trắng 12-13kg 14kg mang. Rồi áo bé nè 15kg. Áo bé 15kg chốt giùm em hồng 5.000. Hồng giùm em 5.000. Bé chốt hồng 5.000. Mã nhung nè. Ai đây mà mua nhung 3-4 cái vậy trời. Thấm thật. Nhung cho nở hồng 9.000. Rồi giờ em còn nhung đỏ với là nhung cam. Bà nào lấy chút. Nhung cho chị Đặng Thị Kim Chi. Cái nhung nó màu gì đây em? Đây đúng. Thấy đây giống hả? Đây hả? Sọc trắng cho chị Nga Hưng. Nga Hưng lấy hai bộ sọc luôn đi đẹp lắm chị. Còn bộ sọc nữa nè. Nga Hưng lấy có thời địa chỉ. Đây nè còn bộ sọc này. Nhung đỏ cho Tủ Mụ 19.000. Hàng bơm bé cho bơm bác vào đây 29.000. Chị nào coi mấy đây trước và biết liền. 12-13kg nè. Chốt em bộ bé. Rồi em còn cái nhung đỏ 9.000. Ai đó chốt nhung đỏ giùm em. Hàng bơm á. Rồi tất nè. Xả đây cho mấy bà 9.000. Tất nam cổ cao. Tất nam cổ cao 9.000. Cái tất nam. Ok chị nghe hôn lên chứ. Bỏ hàng bơm lên em ơi. Ngô trời mệt á. Hãy cắt cục đây. Bé ơi bé ông ơi cắt bó đây nha. Cắt bó đây đi nãy giờ lá hàng bơm hoài. Ôi trời ơi đẹp quá. Lá hàng bơm xây sẵn. Lên địa chỉ giùm em luôn.
Rồi một con phát vét đấy bà ơi, xả 19 ngàn. Bà nào lấy chút em khoát. Nhung đỏ cho bé Trang. Ủa con phát riêng nó còn lọt ở đâu vô đây vậy ta? Trời ơi, để lâu quá con phát riêng nó bị giống như lem lem rồi mấy chị. Rồi ai lấy chút em xả tặng cho cả nhà mình 25 ngàn ha. 25 ngàn chút em phát riêng lem. Con phát riêng xả tặng có 25 ngàn. Để trên kho mấy chị. Chán đời. 25 ngàn chút phát riêng. Phát riêng chị Kim Ngọc. Ok nha Hưng. Rồi chân váy về mình cắt khuy giùm em nha. Chân váy về mình cắt khuy, mình gà nút nó bị mất hết hộp nút rồi. Rồi xả cho mấy chị cái đây 15 ngàn. Chúc em chân váy mất nút, mất con hộp ở dưới cùng vậy thôi à. Nha, size M. Ai đấy chúc em mã mất nút phát hết rồi. Mã mất nút giùm em. Rồi con chân váy xòe. Trời ơi coi giãn bên trong có quần luôn. 19 ngàn size L. Ai đấy chúc giùm em mã L. 19 ngàn L phát tin hết. 19 L chút L dùm em. Rồi con đây co giãn. Một con chân váy size S co giãn dùm em nha. L Trần Yến. Còn con mất nút ai đây chút mất nút, mất có một hộp nút thôi. Rồi cái đây chút em size S nha, co giãn thì là nhỏ nhỏ, con không mua cho con mặc nha. Rồi ai lấy chút dùm em. Một cái chân váy S chút S. Còn cái mất nút bà nào lấy chút mất nút, cái mất nút này nè. 19 ngàn chút ép coi vậy. Con này cũng dễ thương rồi nè. Trời ơi, có cái túi nè. Cái này size M dùm em nha. Có túi nè. Coi vậy, 19 ngàn chút em mã túi. Cái con ray size L theo xả 15 ngàn. Bà nào lấy chút em L theo, size L theo 15 ngàn. Chút em L theo. Túi cho Nhật Thúy. Size M là cái nào ta? Còn cái size M mất nút đúng không? Còn cái size M mất nút mà bà. Cái mất nút nó đẹp mà. Chị thấy lùng lấy chị. Theo cho cũ mùi. Rồi xả cho mấy chị con ray 15 ngàn. Áo ren. Nè ở sau là cô Tông và cái chút là ren hai lớp nha. 15 ngàn chút ren. Ok chị. Rồi con đây chút đuổi 9 ngàn. Con đây chút đuổi nè. Mặt vô cùng mát luôn. Rồi 9 ngàn chút đuổi xanh. Rồi 9 ngàn chút em đuổi sáng. Mấy cái đây mặt đẹp lắm mấy chị. Mấy bà ơi. Chèm ơi. Đuổi xanh, à, đuổi xanh, đuổi xám dùm em. Chấm bài lên dùm em với mọi người. Chấm bài lên dùm em chứ. Đuổi xanh cho Nhật Thúy. Rồi 19 ngàn con len muối tiêu. Len muối tiêu 19 ngàn. Ai đấy chúc em mã muối tiêu. Đuổi xám chị Văn Thưởng. Rồi con Babydoll 19 ngàn chút em mã đôn. Mặc gì nè, phối quần đùi. Đi bài không? Ở sau nè cả nhà. 19 ngàn chút đôn. Đuổi xám hết rồi. Muối tiêu cho bé Mộng Mơ. Rồi một con đầm suông trắng. Đầm này chất u mì ha. Rồi ai lấy chút em 19 ngàn suông trắng. Mã đó mặc ngủ hay mặc đi chơi gì được hết á. Thương 19 ngàn xuông trắng dùm em. Rồi bi tím nè mấy bà ơi. Ai lấy chút em mã bi tím. Bi tím dùm em. 19 ngàn 60kg chút bi tím. Xuông trắng cho Thái Lùng. Đôn cho hiệp sĩ tim. Bi tím chút ai chưa? Bi tím như là Tây Bích Phượng. Rồi rừng cây dùm em nhé. Xả cho mấy chị mình con đây 15 ngàn chút em đầm rừng cây. Đầm rừng cây 15 ngàn.
còn con Messi nè mấy bà, phi size giùm em luôn, xả tặng cho mấy bà 15.000 luôn. Mấy con này chất đuổi nha, mặt mát nè, 15.000 chút Messi hồng, 15.000 Messi hồng giùm em. Còn một con khoác dài xả tặng 15.000 luôn. Mình có thể cắt nhá, mình có thể cắt rừng cây cho củ muội, muốn tiêm chút ai chưa, mình có thể cắt thành khoác cát mình mặc cũng được, xả tặng 15.000. Mình cắt cái khúc trên này cả nhà. Rồi ai lấy chút em khoác dài vậy, 15.000 Messi đi Nhật Thới. Rồi cái quần đây xả 9.000 nha, quần ngố ép nè, hồi nãy em có nói với chị rồi, 9.000 đẹp lắm, hồi nãy có Hiếu ăn cá nè. Rồi lấy chút ngố ép 9.000 hiểu không, nãy chị có quăng cái qua hiểu không, rồi bỏ cái đó. Rồi một cái quần riêng nè, ngố ép cho Văn Thưởng, ngố ép cho Trần Yến. Rồi 19.000 đồng hay lấy chút viên xanh phát dài cho thằng Thờ. Thằng Thờ qua gọi điện gặp ai vậy chị? Size M. Còn viên kim nè. Rồi cái đây chút rêu nè em, xả cho mấy chị 9.000. Áo thun rêu viên xanh chốt rồi. Rồi 15.000 xem mờ đen đẹp không, mờ đen 15, mai lấy chốt mờ đen 15, đây mờ chín chốt rồi. Rồi bét ghi, quần bét ghi nè, nó bị dính dơ em xả tặng với chị 5.000, ai lấy chốt thì em quần dơ 5.000, mờ đen cho NT Bích Phượng, hung dơ cho Nga Hưng. Mờ đen 15 chút ai chưa? Giờ còn quần dơ. Rồi đằng yến mèo, quần dơ cho bé Mộng Mơ, xả 15.000 con đằng yến mèo nha. Ai lấy trước em mà yến mèo. Rồi thái đen 19.000, bà nào lấy chút thái đen. Yến mèo cho Văn Thưởng. Rồi thái trắng 19.000, chất bao phơi. Thái trắng thì em 19. Thái đen cho cơm Bắc Phương Nam. Huỳnh nữ không nghe điện thoại. Đây chị Nga Trình nè. Thái trắng cho cơm Bắc Trung Nam. Rồi chúc em mã sọc. Đọc nghe chắc không đủ đơn á. Thiên hội tự nhiên cái có đơn không nhận. Tự nhiên đặt hàng hồi giờ cái có đơn không nhận, kêu là không thích nhận. Hát ghê, gọi điện qua không nghe. À, thiên hội là ở cái gì kêu là chưa có, chưa gì đi cái gì đấy xong rồi cái hàng buổi tá nó gọi qua tới nhà luôn đúng không? Nhớ đợt thiên hội này đúng không, tự nhiên có một đơn không nhận ác ghê. Đây nè, thiên hội này không nhận đơn ngày 28 tháng 6, 7, 8, 9 tháng 10 rồi em. Sọc cho Hoàng Thúy Quỳnh. Rồi nghe quần ác thiếu. Đây là mấy bà, cái bộ đem xả tặng mấy bà 19.000 luôn. Đây còn được 2 ri. Đây có một size 1 màu đỏ với lại màu xám, 19.000 tặng mấy chị chất bơ tiết 15kg. Mấy chị coi 15kg chất bộ đỏ ha, 8 cho đến 13, 14, 15kg chất bộ đỏ chất bơ tiết chị mấy bé trai. Trời ơi, mặt nó mát kinh khủng. Với lại bộ xám, bộ đỏ với bộ xám nha. Nó có một size mà 2 màu, mà nào lấy thì chốt liền thì đỏ với xám, lấy hai bộ luôn cũng được. Thật sự là mặt nó mát mà nó xinh lắm mấy bạn. Ủa thấy bơm đau đầu giống hết chưa, đỏ với xám cho mấy gái yêu đã kinh khủng luôn. Quần này xuất sắc luôn, 19.000 ai lấy chốt bộ đỏ, 19.000 ai lấy chốt bộ xám nha. Đây bộ nhện đó nè, tự nhiên ta đau đầu vậy ta.
hai bộ cho bé nô hai màu giống nhau không? Vậy là được hai rơi nhỉ? Rồi hai rơi á, ai lấy chốt thì sợ lỗ á, chù đầu quá. Rồi tiếp. Cho chị viên thuốc đi on ngay tay em luôn. Rồi con áo kiểu sọc em xả tặng mấy chị nhà mình nha, 5.000 chốt kiểu sọc hai viên luôn mẹ nó. Đầu đầu quá đau đầu. Chị đi bé ơi. Nhìn mà bút một ly nước thế ơi đầu. Đứng miết hả chị? Rồi tất em xả 9.000 một đôi nha mấy chị. 9.000 một đôi tất nè mấy chị coi. Đẹp không? Tất lớn nha. Cái gì vậy bà Dung? Rồi 9.000 giùm em tất màu vàng nè mấy chị coi ha. 9.000 tất lớn vàng. 9.000 tất xám. 9.000 tất xanh. 9.000 xanh ngọc và 9.000 hồng dâu. Đó, bà nào muốn lấy cái đôi nào thì chốt. Tất màu vàng này cho hồng thoại. Cổ màu muốn lấy màu nào màu lấy. Rồi mũ 5.000. Bây giờ đọc mã nha. 26 chị Nhân Bách. Bấm nha chị comment nè. Rồi mũ 5.000. Mũ cứ nhắm con mình đội vừa thì mình mua nhá. 5.000 đồng mã 1. Mày để gì nè bé? Rồi mã 2 kế bên của chồng. 5.000 mã 2. 5.000 mã 3. 5.000 mã 4. 5.000 mã 5. 5.000 mã 6. Trời ơi vừa bán vừa tặng như cho. 5.000 bạc. Hai cho hồng thoại. Rồi một con yếm nè, hàng bơm luôn. Ai lấy chút yếm sáng size S nha. Xả 9.000 luôn. Mạng nó bị đứng comment luôn hả? À, 5-6 cho Phạm Phúc Thịnh. Size S chút giùm em mã yếm 9.000. Yến xám hồng thoại. Xám hả gì vậy trời? Rồi một con nhung nè mấy bà. Bà nào lấy nhung chốt nha. 19.000 đồng. Áo đen nhung. Mã 2 còn không? Hết rồi. Dạ chị ơi, chị cho cái địa chỉ đi chị, không cần cọc trước đâu chị. Mua nhiêu đó mà cọc trước. 19.000 đồng, 25 kế chút em nhung về hồng thoại. Chút có 1-2 cái mà cọc chút đi chị. Lên vàng cho bé mọc mơ. Rồi 9.000 đồng chút giùm em sọc hồng. Đây nè mấy ơi. Sọc hồng 9.000 áo kiểu. Rồi 5.000 chút em mã 7 nha. Mũ len to. 5.000 mã 7. 5.000 mã 8. 5.000 mã 9 giùm em. Giá. Rồi 19.000 nhúng xanh. Đúng comment rồi mấy bà ơi. Rồi 19.000 chúc em nhúng xanh. 8 tinh trân. Rồi cái chân váy đây nha. Cô bé vừa tặng mấy chị 5.000 chúc CV. Chân váy thun vậy mặc đó. 5.000 chúc CV. Rồi một con khoác len nhẹ nè. Ai lấy chúc khoác nhẹ giùm em 19.000. Khoác mỏng nhẹ. Ai lấy chúc khoác nhẹ 19.000.
bảy châu thì như ý. Rồi cái đây chốt giùm em nha, mã lỗi xả cho mấy chị mình 9.000 đồng một con áo nhún với một cái quần đùi. Ai đấy chốt em mã lỗi 5.000. Dương Trúc Quỳnh, Phát Nghĩa Phạm Phúc Thịnh. Rồi cái đây quần ngố 19.000 đồng nha, ngố mờ 19.000 chốt ngố mờ. Rồi xả 9.000 mã lỗi cho Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Xả 9.000 Chanel nè, 15 tới chốt giùm em áo Chanel. Rồi Thái Hồng giùm em 19.000. Thái Hồng giùm em 19.000. Để cắt 19.000 chốt em Thái Hồng. Chân váy bị dơ, xả 5.000. Xoay lờ giùm em nha, 5.000 lờ ở đây chốt chân váy dơ và neo cho bé nô. Ồ quần ngố không ai chốt à, chị đứng nữa. Đầm ren nè, trời ơi con đầm ren này chị bơm hoài luôn rồi. Đầm ren cho bé 13 kg, xả 19.000 ở đây chốt đầm ren. Rồi dâm 19.000 chốt dâm đầm cho lột đầm. Ủa dâm cho dâm khoát gì ạ? Cũng mới dơ cho Dương Trúc Quỳnh khoát khoát không? Rồi dâm 19.000 nha, đấy dâm chút dâm đầm ren cho bé non. Dâm chị Nhân Bách. Rồi 19.000 chút em kem, áo riêng kem 19 chút kem. Ủa nam còn một cái màu sáng. Rồi bộ bé 19.000, 15 kg chốt giùm em bé đen. 15 kg 19 chốt bé đen. Bộ nam nó còn sao gì đi? Đen cho Huỳnh Như. Còn sao đây không? Rồi nam xám giùm em 45.000. Nam xám 45.000 kèm số ký giùm em. Còn em để với mấy chị, nói chung nhớ giùm em là quần nó có khóa kéo nha. Ở đây còn vài bộ thôi, mới về thêm chứ hết rồi. Nam xám giùm em, nam xám 45.000 dùm hết. Áo tầng tầng nó bị dơ, xả 5.000. Ai lấy chút tầng trắng kèm số ký em ơi, 5.000 chút tầng trắng. Nam xám kèm số ký mới bỏ được ngay để mua bằng vừa một công. Mua bằng vừa một công em bà chữ nhau đầu nữa. Kèm số ký giùm em nha, nam xám kèm số ký, bé đen che ghi phạm. Rồi 19.000 thái vàng, nam xám kèm số ký, 55 kg nam xám thảo ly, 56 kg cơm bắc trung nam. Rồi xả tặng 9.000 chúc em nhung đen. Xả tặng 9.000 chúc em nhung đen. Thái vàng cho Kim Ngọc là thấy góp không anh? 50-60 lên trăm, 50-60, 70-40, 50-55 lên trăm kìa. 58 kg nghe không? Không có 80 kg rồi. Hả? Còn một bộ mà mấy chị nha. Nam sáng còn bộ. Rồi ai lấy chốt giùm em. Xả tặng mấy chị 9.000 con cổ lọ xanh. Đẹp lắm luôn các bạn. Ai lấy chút em mã lọ xanh 9.000. Lọ xanh 9.000 nam sáng em còn bộ nha mấy má. Rồi cái đây chút giùm em nè. Nghe hung có chưa? Lọ xanh chút Kim Ngọc. Rồi 19.000 đồng chút em sọc. 19.000 chút sọc. 19 chút sọc giùm em lọ xanh hết rồi. Rồi xả 9.000 chút em ở chân váy trắng không đúng đẹp luôn. 55-57 kg vừa 9.000 chân váy trắng. Em đưa chị còn bộ xanh đen. Trời ơi con thái đen này còn bơm cái này nè. 19.000 nha, chút giùm em thái đen 19. Nam xám còn bộ cho Phương Mai hết.
chưng mấy trái chín ngàn phải tức thật. Rồi cái quần này xả 9 ngàn cho bà luôn, size M. Ai lấy trước giùm em quần M đen cho Huỳnh Như. Đây còn size gì? Cũng vậy luôn hả? Rồi 45 ngàn nam xanh đen kèm số ký. Nam xanh đen kèm số ký giùm em. Quần M cho nợ tay bích phụ. Nè, nam xanh đen 45. Thái đen hết hả em? Mã sọc còn đúng không? Sọc quay chốt không? Nhìn người ta bay ra đâu đầu quá, tao nhìn đậm màu. Xanh đen 58kg Hoài Thư. Rồi 45 ngàn, chúc em nam xanh đen kèm số ký. Tới đây hết hàng rồi nha, cả nhà mình chốt nhanh nha. Rồi chúc em trắng. Trắng trắng thì em 5 ngàn, Thái trắng 5 ngàn. Đầm. Ôi trời má ơi, nãy giờ tao quên. Không có 80kg chị ơi. Sáu sáu ký nam xanh đen Giang Lê. Nè cả nhà, đầm để bầu bí cho em đồ xịn sò Quảng Châu. Cả 25 ngàn nha, chúc em đầm hồng. Chắc là chị Thuy An Phan Thuy à, Thuy An Phan Thuy chưa có chia sẻ nha, không có được. Rồi 19 ngàn thái đen còn cái. Thái đen 19 ngàn còn cái, bà nào lấy chút thái đen. Chắc 5 ngàn chị Cherry Farm chia sẻ chưa. Trời ơi, cái set này bị bơm hoài luôn. Xả tặng mấy bà luôn. Đẹp lắm. 555 ký Phương Mai xanh đen, đưa chị cáo cho em. Ở bên trong có quần này, chân váy mà bên trong có quần. Đưa chị cáo cho em nhớ không. Thái đen gì chống ai chứ? Còn thái đen gì Trần Yến. 25 ngàn cái xếp tay mấy bà. Ai nói chút em là tay phòng cánh tim. Hình như nãy là gì chỉ cho em. Rồi cái đây là xếp nhúng nó bị đứt dây. Xả 19 ngàn. Về mình may cộng dây vô chứ cũng có đáng kể đó nha mọi người. Nè, chất rất là đẹp luôn. Đó, ai lấy chút mê mà xếp lửng. Xếp lửng 19 ngàn. Giờ mới thấy chị Quỳnh Anh Tô vô á. Thái đen chút chị Trấn Khang. Thái đen chút ai đâu. Thái đen không? À. Giờ Trấn Khang không có. Ok chị Huỳnh Như, lẫn chị Tinh Trần. Trời ơi quần nam xả 19 ngàn, con đây tầm 60kg. Ai lấy chút em quần nam. Rồi tất luôn. Trời ơi tất bé. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi. Tất bé 5 đôi 45 ngàn. Cái đây cho bé 30kg. Đổ về đẹp kinh khủng, 20, 25 kg, 30 kg. Rất là mềm. 5 đôi 45, ai lấy chút tóc bé. Ồ ngủ, mới ngủ dậy thì ngủ hơn em luôn rồi. Ngủ hơn em luôn á. Còn cái gì đó vậy? Này. Cái đầu đầu vậy. Quần nam cho Văn Thưởng. Nhớ đau đầu cái làm gì cũng đau đầu quá các bay ơi. Rồi còn mấy gì nữa em? Còn tóc hả? Rồi cái đây là gì đây? Đưa bom lên đi. Rồi cái đây xếp ngố.
xếp ngố, xếp ngố 19 nè. 19 ngàn xếp ngố. Ôi giời ơi đó mẹ. Bơm tiếp. Gì mà cái quần đây? Xếp ngố chị Trần Ý, U10 xã 35.600 ký, Khánh Thần. Nhập vốn thì chưa đủ luôn. Mà bơm gì mà dày không? Mua cái quần U10 35.000 chút U10. Quần bán 55.000. Rồi xã 9.000. 9.000 đồng cái đầm cho bé nha. Lấy chút đầm bé 12 ký. Xếp ngố chút ai trên? Rồi ạ. Rồi 19.000 thái vàng U10 chị Bạch Dương chia sẻ nha con được coi em. Chị Bạch Dương ơi, chị bấm giùm em nút chia sẻ liền nha chị. Đầm bé cho Đặng Thị Kim Chi 9.000. Rồi áo bò 19.000 thái bò. Rồi cái chút em thái xanh 19.000 nha chị Bạch. 19.000 thái bò, 19.000 thái xanh. Bơm biết mà thấy mắc chán luôn mấy bà. Rồi cái đây chốt giùm em này, bé dâu. Bé dâu gì nè, 12 ký giùm em nha. 19.000 chốt bé dâu. Thái xanh thì thái lộn. Rồi 19.000, 12, 13 ký chốt bé hồng. Vải mát lắm. Thái vàng cho Hoàng Thúy Quỳnh. Bé dâu cho Hoài Thư. Rồi 19.000 chút thái trắng. Bé hồng cho Nga Hưng. Đầm mẹ si giùm em. Xả cho mấy chị mình 15.000. 15.000 chút em con đầm mẹ si. Thái trắng cho thái lục. Rồi 5.000. Chúc em áo trắng 5.000. Rồi một con áo ren 19.000. Đẹp lắm luôn ren. Áo đây hàng Quảng Châu nha. Mới chút bên đây đẹp con này. Chị Ý, Trần Ý. Ủa chị Phạm Phúc Thịnh cũng có chia sẻ luôn. Trắng 5.000 cho chị Thuy An Phan Thi chia sẻ rồi. Lên số thoại địa chỉ giùm em. Rồi 19.000 chúc em nhanh tay bạn đi mã ren ha. Ren hồng áo chị giùm em. 19.000 ren hồng. Quần chân váy. Chân váy phi size xả 5.000. Ai lấy chúc em CV đen. Rồi thái sọc 19.000 con đẹp. Tầm 15 che đi Phạm. Mười chín ngàn chốt em là thái sọc. Thái sọc 19.000. Ren hồng chị Hạnh My. Ok chị. Rồi xả con đây 5.000 chốt em hồng dâu. 5.000 hồng dâu. Thái sọc dự bị nè. Thái sọc chị Hạnh My có đơn cho em. Hạnh My, Hạnh My. Lên số thời chỉ là dự bị thái sọc quả thì lại hạnh. Hồng 5.000, Phạm Phúc Thịnh. Phạm Phúc Thịnh chia sẻ đi bà. Không có chia sẻ là không chốt hồng 5.000 được đâu. Nha. Rồi xả 9.000 chốt đôn xám giùm em. Đôn xám giùm em 9.000. Ủa cái này là cái gì đây? Áo lưới không? Giờ tay lưới không? Hạnh My là có số họ rồi hả? Hạnh My lên địa chỉ luôn anh chị. Hồng dâu chốt chưa? Bây giờ bạn Phúc Thịnh rồi đó. Còn mấy gì đó em? Còn đôn xám nha. Rồi 9.000 đồng chốt giùm em ạ. À. Dài tay nu. Cái quần này đủ cho em. Xả 9.000 chốt quần ngố ép. 9.000 chốt ngố ép giùm em. Xả con dài tên nu cho Đặng Thị Kim Chi. Rồi đỏ đô nữa nè.
Hạnh My ơi, nhà em không bán vé lấy nha chị. Nhà em dịch giả nên không bán vé lấy ha. Rồi 19.000 chốt giùm em ha. 19.000 con áo gân, ai lấy chốt gân đỏ, hàng đấy hàng xịn nó dày dặn lắm. Bùi Yến không nghe máy có cho mua lại chưa? Đỏ đô là cái nào đâu? Đỏ đô là cái gì vậy chị? Rồi đầm đen xả cho mấy chị 9.000. Ai lấy chốt giùm em body. Dài tay là cái mã nào đâu còn? Hết dài tay rồi. Cô chị buồn nhận màu đỏ đi. Đỏ đô là cái 2 dây đó chút chị buồn tí. Nhận đỏ dùm em 8-15kg. 8-15kg chất bôi zip xả 19.000. Ai mà không chốt cái bộ đây nó thì chắc mẹ nó giật. Tại sao mà không chốt bộ đây chứ cái bộ nó đúng đẹp luôn á cả nhà. Xả có 19.000 thôi ha. Nhận đỏ dùm em 8-15kg. Bùi Yến lên địa chỉ đi chị. Rồi ai lấy trước em trắng 5.000. Trắng 5.000 chia sẻ mới có nha. Rồi xếp 19.000 chút xếp xanh. Chút xếp xanh giùm em. 19.000 xếp xanh. Ok chị Bùi Yến. Võ Thị Lệ Hằng chia sẻ cho em. Chán 5.000 chị Võ Thị Lệ Hằng. Chết xanh chị Hải Yến. Rồi 19.000 chúc em mã xung xanh. 19.000 chúc em mã xung xanh. Mấy chị nào mà ở gần nhà em á thì mình có thể mua cái thùng đốt giấy. Nãy em có nói qua một lần rồi, rất là dày luôn nha cả nhà. Mà như là mấy chị không biết cái là cái gì. Mấy bạn không biết cái là cái gì sao mày ơi. Hồi nãy giờ em dơ lên em like là mấy bạn tưởng là cái thùng cái gì, cái nồi nấu bánh chưng thánh thần. Cái đây là cái thùng đúc giấy. Trời ơi, bộ đỏ là bộ gì? À bộ đỏ này cho chị Bích Hoa Nguyên. Bộ dài đỏ cho chị Phượng Thúy. 19.000 nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm luôn. Chán 5.000 chốt cho em hết rồi. Nhện đỏ cho chị Hồ Nguyễn. Nè mấy bà ơi, có nghĩa là cái đây là cái thùng đúc giấy nha. 80.000 là một cái rất là dày dặn luôn. Chị nào mở em thì có thể mình tới để mình mua và mình lấy luôn. Còn nếu như mà chị nào mở xa thì em ship. Nó rất là dày. Cái thùng đốt giấy có nghĩa là mình cúng rằm đầu tháng hay là dỗ quải các kiểu mình đốt với tiền vàng bạc á mấy bà ha. Đó ở trong đây nó sẽ có hai ngăn nè. Cái ngăn này là để giống như mình đốt xong nó rớt cái bụi xuống dưới đây. Đó cả nhà thấy không? Nó rất là dày dặn mà sạch sẽ, rất là tiện nha. Xung xanh chị Trấn Khang, nói chung là 80.000 cái rất là dày. Ở ngoài chợ bé mà. Cái đây là do là nhà em làm, ông ba chồng em làm, mấy chị ông làm rất là đẹp luôn. Mà dày dặn xài nó thì luôn. Mua cái đây có 80.000 em nghĩ chắc xài đâu, chắc cũng chục năm mới rồi. Chắc cũng tầm một chục năm ha. Ở dưới này xài miếng khi nào mà bị em cắt sao à. Đó cả nhà thấy không, 80.000 một cái giùm em nha. Mấy bạn cứ tưởng là nãy giờ like, mấy bạn cứ tưởng là cái nồi nấu bánh chưng. Thôi trời ơi, ôi trời ơi. Phượng Thúy này lên địa chỉ. Bộ đỏ cho Mai Nguyên. Đưa chị bộ sáng đây. Chị Mai Nguyên lên số hòa địa chỉ. Chị Hương Nguyễn lên số hòa địa chỉ. Rồi set nhúng 19.000. Đẹp lắm. Ai lấy chút em 55-57kg nhúng. Cái đây là lụa nha. Xả lỗ. Hai thùng đốt giấy cho em Hồng. Ok chị. Thiệt ơi chị, cái đây là nhà ông ba chồng em không làm. Dày lắm. Chị nào mà biết là. Nè mấy chị coi nè. Nó rất, nói chung là em nói thiệt luôn, chị nhận một cái là ưng liền luôn. Cái đây là chắc ông ba em ông để lên, ông đưa cho em bán giá 80 để cho em có lời sao. Cho em thấy ông bán người ta tới 95.000 mà nãy con bé nó nói là có 80 à. Nè mấy chị, dày lắm, mua ở ngoài nó mỏng cực, không biết. Nè em nói thiệt luôn, nó dày lắm mấy chị, thiệt sự rất là dày. Chị nào mà đi ra chợ lớn mình mua là biết cho nó mỏng tanh. Chỉ cần mấy chị đụng nhẹ thôi là nó mớp. Còn em thề luôn là dày kinh khủng luôn. Mấy chị thấy không? Không mớp, không đồ mà chị thấy em rõ là nó dày lắm. Chị nào mở gần em thì có thể tới nhà em mua nha. Do là cái đây là nhà là ông ba chồng em không làm luôn, chứ không phải là lấy lại của người khác. Giá nó rất là sỉ luôn rồi. Mai Nguyên lên địa chỉ nè. Rồi xếp nhúng này cho Bích Hoa Nguyên. Mua đi trời ơi. Rồi đây mấy bà ơi, nhện nè, 19.000.
em còn nhận đỏ với lại nhận sáp, đưa quần nhận đỏ cho chị. Chị nào vào sao chị mua, em xả lỗ mấy chị cái bộ nhận để chất bo zip xịn giùm em nào mấy chị con ha, hàng bo zip xịn. Mỹ Lệ hả? À ok em. Sao mà lên đó mấy ổng hay sửa đưa tên người ta dữ không? Đây nè, em bấm em gọi điện đây nói không có được đâu. Tên gì trên bill là mình phải đúng tên đó chứ sao vậy? Mấy cái cường đây. Hồi bữa tao nói hoài luôn, tao thấy chứ đó giờ sửa tên nhiều lắm. Chị Mai Nguyên có nhận đỏ chưa? Đã rồi. Lên địa chỉ đi chị. Nè, rồi nhện xám 8 cho tới 15kg là mình mang vừa. Nhện xám và nhện đỏ nha. Mấy chị coi rất là đẹp. Ồ chắc bơ xếp gì mà em xả có 19 ngàn mà mấy chị còn do dự nữa là em chịu chết luôn. Nè mấy bạn, do dự nữa là em chịu chết luôn. Nhện xám với Bích Hoa Nguyên. Ai lấy nhện xám chốt nhện xám, ai lấy nhện đỏ chốt nhện đỏ. Xám mới đỏ cho Cốc Cà Na. Ok có gì để chị nói nha. Xám mới đỏ cho Nguyễn Tuyết. Lấy số 20kg cho Phương Mai. Thùng đựng gì vậy chị? Trời ơi. Cái thùng đây là cái thùng đốt giấy chứ không phải là thùng đựng gì đâu. Đựng tiền cũng được. Vậy muốn đựng tiền cũng được. Thùng đốt giấy. Ok chị. Có nghĩa là cái thùng đây ở ngoài chợ người ta hay bán cho mình cái thùng đốt giấy. Còn không là mấy chị sẽ mua cái gì ta? Mua mấy cái chum đất á. Nó có 20-30 ngàn thôi. Nhưng mà cái chum đất này sẽ bể và mình đốt vô cái chung đất đó là nó sẽ bị bay bụi bặm đồ ra đầy nhà này cửa. Ví dụ như những chị nào mà ở thôn quê thì mình có thể ra sân ra đồ đốt. Còn ví dụ như mình ở thành phố thì mình có thể đốt ngay trong nhà luôn. Cái thùng đây mình đốt ngay trong nhà luôn, rất là dày dặn sạch sẽ luôn, mấy chị thấy không? Đó, cứ cúng xong là mình đốt mình mở ở đây. Đó, đây nó có cái miếng thông nè, ở đây nó vẫn có cái miếng như đó. Mình bỏ giấy vô đây ha, nó có nhiều ngăn, mình đốt xong rồi mình đậy lại đó. Là nó vẫn cháy, nó không tắt, ở đây nó có lỗ thông hơi nha mọi người. 80 ngàn không? Không ai chồng không làm á, trời ơi. Giờ, đó 80 ngàn mà dày ra, mấy chị nhìn nè. Giờ gần thấy nó dày, mà công nhận nó dày hơn. 80 ngàn sợ bán lỗ, không ngon. Rồi, Bích Hoa Nguyên có rồi đó. Rồi, cái đó là thùng bốc giấy nè ơi. Khổ ghê á, nãy giờ ai cũng tưởng thùng à. Cái thùng để cái gì, cái thùng nấu bánh chưng, nấu bánh tét gì tài le hết. Rồi 19 ngàn, ai lấy chút đùi xanh giùm em. Đùi xanh 19 ngàn. Rồi cái đây chốt giùm em mãi là mãi dâu. Đẹp không? 19 ngàn áo kiểu dâu. Ai lấy kiểu dâu chốt kiểu dâu. 80 ngàn đồng rẻ mấy bà ơi. Rồi cái đây chốt em xả tặng 9 ngàn nha. Chốt đôn, cái đây là mặt nó rộng rộng phùng phùng ấy. Dâu trên NT Bích Phượng. Mãi đây chốt em mã đôn 19 ngàn đồng chúc em đôn trang. Ồ lòng 9 ngàn 9 ngàn chúc đôn trang. Rồi cái đây chốt giùm em. Gì mà YouTube, YouTube bái biết các bạn. BC Ma đồ không biết lát có về không. Lê Thiện lâu quá chưa nhận hàng hả. 0040. Cái gì để chúc em kiểm tra cho chị. Rồi xả cho mấy chị cái quần để 15 ngàn cm nè. Ai lấy chút quần mờ. Ai lấy chút em quần mờ. Rồi cái đây chốt giùm em nè. Maxi nha. Đẹp ha. M15 cho vật NT Bích Phượng. Rồi mã Maxi 19 ngàn bọn bí cho em được. Maxi giùm em. Chị Diệp Mỹ Thanh là gì chốt cái gì vậy? Rồi cái đây chân váy một cái quần ống rộng xả 9 ngàn. Chất u mì đẹp lắm. Ai lấy chút ống rộng giùm em 9 ngàn. Ống rộng. Rồi bộ lụa đùi. Ôi trời ơi nó đẹp chứ mấy bạn. Bộ lụa xinh 19 ngàn. Ôi coi nè nhũ nhũ đẹp quá. Ai lấy chút bộ lụa ống rộng 9 ngàn cho Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Bộ lụa trên NT Bích Phượng. Rồi đùi đen giùm em nhúng 19 ngàn. Đùi đen giùm em 29 ngàn.
Hồi nào lấy chốt đùi đen 19. Rồi con đây. Trời ơi mấy chị ơi, khách quen của em á, hốt liền con đây đi, đẹp lắm luôn. Hốt liền con đây. Đùi đen giúp ai cho em? Đùi đen cho vỏ Bích Thuận. Rồi con đây chị nào lấy chốt em nè. Dài tay xám, mặc cái laptop đẹp lắm nha. 19 ngàn. Dài tay xám. Trời ơi con áo trắng nó chất phơi quá mấy bà ơi. Xả 19 luôn à, đẹp kinh khủng kinh hoàng cơ. Rồi cái đây 60kg cũng vừa luôn cho chất nó đẹp. Ngứa đầu. Chuẩn bị xả thì mấy triệu ống á. Nghĩ muốn ói. Bé còn nhiều lắm em. Rồi lấy chút em ạ. À. Trắng 19 giùm em. Trắng 19 chùm đi. Rồi một con len bông nha. 19 ngàn chút giùm em phải là mã dài tay trắng. 19 ngàn dài tay trắng giùm em. Đã đang xả kho rồi mà còn nản luôn. Rồi cái đây chút em thái đỏ 19 ngàn. Em ở Tuy Hòa Phú Yên chị ơi. Thái đỏ giùm em 19 ngàn. Rồi 19 ngàn chốt em đỏ đô đi mấy bạn. Áo này đính cùng bên trên. 19 ngàn chốt đỏ đô. Con phát hồng đây xả tặng mấy bà 30. 8-12kg. Bé nha. 8-12kg chốt khoác hồng. Đứng phần men này hả mấy gái. Rồi 19 ngàn chốt em mã xuân xanh. Xuân xanh 19 ngàn giùm em. Ủa đứng phần men này hả mấy bà. Như đứng như mày. Đúng không. Bé chị Trang học. Quá. Cái này chị mua gì để ngoài chợ bán cũng được hả chị. Cái thùng đục giấy thiệt đó. Đẹp lắm, làm sắc xảo lắm. Rồi áo sọc dập dập ly nè. Ai lấy trước men mã sọc nha, xả tặng mấy chị 5 ngàn. Nó bị đứng comment bà Dung mà cứ A, B, C, U, A, O, G, C, M biết không. Rồi cái đây chốt comment nè. Xả 9 ngàn một con chân váy nút. Chắc là sau em coi kịp lên đồ bé thì em lên. Là chưa thấy chở hàng luôn bạn đi đó bất lực luôn. CV cho Bùi Yến bất lực luôn. Rồi xả 9 ngàn chúng em mã là mã hoa áo đây áo lụa. Em đang xả hết kho để về gì ta, về đồ bộ nè, áo len nè, đồ bé đẹp lắm. Em về đồ bộ mắc tiền đẹp lắm đó chị ơi. Ngày mai là bắt đầu thứ hai là bắt đầu thông xe nè, có thể đi được đó. Ai lấy chút mem mã hoa xả 9 nè. Like sau hả? Có chị, có nha chị Minh Ngọc Minh. Chuẩn bị về đi xe ma đại nữa, giá rẻ cực kỳ. Chân bé nút chút đó hả? Like sau thì tầm khoảng 12 rưỡi 1 giờ vậy đó chị. Rồi cái quần ôm này xả 9 ngàn. Quần ôm xả 9 ngàn chốt giùm em quần ôm. Bành kỳ không? Có bành kỳ luôn nha. Bành kỳ là bành cay hả? Bành kỳ là không bự thì mà bự đó. Bà nội trong ở trong miền trong tôi kêu bành kỳ ấy. À. Quần ôm cho bé mộng mơ lâu lắm rồi mấy. Tối có chị. Bữa nay em la làm la nguyên ngày. Có bành kỳ. Rồi mã đây đôn cam giùm em xả 9 ngàn tặng mấy chị nha. Con này áo lưới đẹp lắm. Đôn cam 9 ngàn. Quần ôm 9 ngàn chút ai chưa? Còn không?
sốt rồi. Rồi còn một cái quần đây. Quần đây phải 9.000 luôn. Ai đấy trước mẹ mặc ôm sạch. 9.000 luôn ôm sạch. Có bành kỳ. Tại nó là có bành kỳ mà. Có. Mày ở chuồng với bành kỳ gì? Bây giờ tối qua ăn no về ngủ luôn mày. Không ai gì nói đâu. Ai đấy chốt thì mẹ đi ăn kiếp mẹ. Rồi 14kg, 8-14kg, 19.000 chốt nhện đỏ gì mẹ. Cái đây còn mấy con. Đẹp quá. Like chút nữa nghỉ ăn cơm nha mọi người. Nè chốt giùm em nhện đỏ. Một lát đầu like xả cho mấy bả lựa cái đống này xả 1.000. 5.000. 5.000, 1.000 luôn. Không 9.000 vỏ bích bích thuận. Anh cũng phải bành kỳ luôn mới được. Luôn phải bành kỳ. Mày coi đó chưa? Bữa nay đẹp gái lắm. 19.000 nhận đỏ đây đẹp gái đó mày ơi. Chịu không nổi đâu. Rồi con chân váy bên trong có quần nè. Xả cho mấy bà 15.000. Ai đó chút CV 55kg vượt. CV dùm em 55kg vượt. 19.000 xung xanh có hai cái đây mát lắm. Đậm đi ngủ ba mát luôn đó nè. Đứng comment nè. Thôi chuẩn bị nghỉ ăn cơm đi. Like cho bà cặp một riêng nghỉ ăn cơm nha. 12 giờ rưỡi like lại. 19.000. Đây nè. Để like cho bà cặp một riêng nữa nghỉ ăn cơm nha. CV cho Mai Nguyên. 19.000 xung xanh lên cộng viên nè. Rồi mình đi ăn cơm nha mọi người. Thấy có được vậy. Nãy mình vô đây mình cắt đồ. 15.000 size M quần quá đẹp. Cái đấy chốt mã 1. Đằng xanh hiệp xì tim. Còn cái đằng xanh nữa. Lát còn cắt đóng bơm nữa mà. Rồi 15.000 size S nha. Ai đấy chốt em mã 2. Rồi 15.000 size S luôn, ai lấy chốt em mã 3. Mấy quần mà không mua thì thôi luôn. Xả cho mấy bà cho hết luôn. Rồi cái đây size L chốt em mã 4. 15.000 luôn. L chốt em mã 4. 3 vỏ bích thuận. Rồi L4 có 2 cái luôn nha. L4 em có 2 cái, ai lấy chốt L4. 4 có 2 cái, 3 hết rồi. 15 cái. Rồi cái này chốt em mà L mã 5 nha. L mã 5 là trơn mà nó bạc bạc á. L mã 5. Cho vỏ bích thuận còn cái 4 nha. Rồi cái đây chốt giùm em nè. Mã 6 nha. Mã 6 size M. Ai đây chốt giùm em mã 6 size M. Chắc ở đây ai nhân đô chưa chị. Mã 6 size M. Rồi cái đây chốt mã 7 size L lật lai. Mã 7 nha lật lai. Ai đây chốt mã 7 size L lật lai. Ủa giờ gọi điện được cho con Thảo My chưa? 50kg hả? Rồi mặc quần size như 50kg chắc mặc size M á. 4 chút bích nào. Còn mà mấy. Rồi cái đây chốt em size L viền. Ai lấy chốt em L viền. L viền nha con, L viền nha đẹp quá. L viền rồi nghỉ cơm nha. Cái đây nghỉ cơm. L viền 6 cho chị L tay bích phụ. Rồi cái đây L nè, chốt em mã là mã 9 nha. L mã 9 coi lật lại. L mã 9. Rồi nghỉ ăn cơm nha mọi người. Chút ra tiếp. Nghỉ ăn cơm nha mọi người ơi. Lắc đầu lan xeo cho rẻ banh nóc. Còn mới ăn bơm chút với anh. L viền chị Thu Nguyên Nguyên.
Rồi còn ai lấy cái gì nữa không? Bên em nghỉ ăn cơm nha. Ok em. Rồi nghỉ nha mọi người. Mấy bạn ăn cơm sạc pin điện thoại đi nha. Cơm sạc pin điện thoại đi.